Kính chào các bạn. Để nói vấn đề thông khí cho bệnh nhân COVID-19 mà để mà dễ hiểu đó, thì các bạn phải nắm vững cái thông khí về bệnh nhân AIDS kinh điển. Thì trong bài hôm nay tôi sẽ nói những cái áp dụng lâm sàng cho bệnh nhân AIDS mà kinh điển. Thì đầu tiên thì tôi nói về phần định nghĩa. Như vậy thì các bạn cần phải nắm được ba cái cột mốc đáng nhớ. Cột mốc thứ nhất là năm 1967, trên tạp chí Lancet thì có đăng một cái bài, đó là tựa đề của bài là hội chứng siêu cấp cho ở người lớn, do ông Asbot là một bác sĩ của Mỹ. Trong cái bài này thì ông phát hiện ra có 12 bệnh nhân đột ngột diễn tiến một cái siêu hấp rất là nặng và rất là khó để mà điều trị. Thì đây có thể nói là một cái bài đầu tiên của một cái hội chứng mà cho đến bây giờ vẫn là những cái hội chứng mà gây ra những cái khó khăn nhất định cho cái người mà làm ở trong cái lĩnh vực thở máy. Thì mãi cho đến năm 1994 thì bắt đầu người ta mới tổ chức được một cái hội nghị đồng thuận giữa Bắc Mỹ và châu Âu để đưa ra những cái định nghĩa cơ chế bệnh sinh, những cái diễn tiến lâm sàng và có một số phần về điều trị của bệnh nhân AIDS. Thì cái định nghĩa này nó là một cái tiêu chuẩn để mà chúng ta lựa chọn bệnh nhân vào nghiên cứu những cái thử nghiệm lâm sàng cho AIDS từ năm 1994 trở đi. Như vậy thì trong cái đồng thuận Âu Mỹ này thì chúng ta thấy là người ta sẽ chia AIDS làm hai cái nhóm. Một nhóm nó gọi là ALI, tức là tổn thương phổi cấp, với cái trị số PaO2 trên FiO2 mà chúng ta thường hay gọi là trị số P trên F đó, là từ 200 đến 300. Và AIDS là cái nhóm bệnh mà có trị số P trên F dưới 200. Tuy nhiên sau khi áp dụng những cái tiêu chuẩn chẩn đoán này thì người ta phát hiện ra có một số cái điều bất cập. Cho nên là đến năm 2012 thì người ta tổ chức một cái hội nghị lớn hơn với tầm cỡ toàn thế giới. Hội nghị này được gọi là hội nghị Berlin, là người ta đưa ra cái định nghĩa Berlin về AIDS. Thì cái định nghĩa Berlin này là chắc là tất cả các bạn đều đã nắm hết rồi. Tuy nhiên tôi cũng xin nhắc lại là sau cái định nghĩa Berlin này thì AIDS được chia làm 3 cái mức độ nặng: mức độ nhẹ, tỷ lệ P trên F từ 200 đến 300, mức độ trung bình, tỷ lệ P trên F từ 100 đến 200, và mức độ nặng thì P trên F dưới 100. Thì đó là cái phân độ nặng của AIDS từ sau định nghĩa Berlin. Đối với lại cái bệnh nền mà xảy ra AIDS thì người ta chia bệnh nền ra làm hai cái nhóm, một nhóm là tại phổi và một nhóm là ngoài phổi. Đối với nhóm tại phổi đó thì những cái tổn thương phổi do viêm, chẳng hạn như có nguồn gốc từ viêm phổi do vi khuẩn, hoặc là viêm phổi do virus, chẳng hạn như những cái viêm phổi do cúm, những viêm phổi do coronavirus mà chúng ta đã thấy thời gian qua, chẳng hạn như là SARS, MERS-CoV, hoặc là hiện tại bây giờ đó là COVID-19. Đó là những cái tổn thương phổi mà do nhiễm khuẩn hay nhiễm virus. Ngoài ra thì cũng có thể có cái tổn thương phổi này là do viêm phổi hít, dịch dạ dày, viêm phổi do thuyên tắc mỡ, do hít khí, hoặc là do chết đuối, hoặc là do chấn thương trực tiếp. Thì đây là những cái tổn thương phổi mà gây ra trực tiếp trên biểu mô của phế nang. Tuy nhiên cái số lượng mà AIDS tại phổi thì nó không có nhiều bằng cái AIDS ngoài phổi. AIDS ngoài phổi là một cái siêu hấp cấp diễn tiến đột ngột trên bệnh nhân đang có những cái bệnh lý như là nhiễm trùng huyết, viêm phúc mạc, viêm tụy cấp, đa chấn thương, hoặc là truyền máu, thậm chí xảy ra ở sau mổ tim chạy tuần hoàn ngoài cơ thể. Thì trong giai đoạn đầu người ta nghĩ là AIDS sẽ là một cái bệnh lý mà nó tổn thương lan tỏa ở trên phổi. Ở đây là một cái hình phổi của một bệnh nhân AIDS, thì các bạn thấy là tổn thương phế nang lan tỏa hai bên. Tuy nhiên khi mà chụp CT một bệnh nhân AIDS thì lúc đó người ta mới phát hiện ra là
Thật ra thì AS là một cái bệnh lý phổi mà nó không đồng nhất. Không đồng nhất xảy ra như thế nào? Các bạn thấy là một cái phổi mà của bệnh nhân AS thì thông thường nó sẽ chia làm ba cái vùng. Cái vùng thứ nhất là cái vùng phổi mà nó ở nằm ở phía trước, tức là trên bệnh nhân thở máy mà nằm ngửa đó, thì vùng phổi này phía trước ngực. Đây là vùng phổi mà còn thông khí tốt, tức là khi chúng ta đưa bệnh nhân vào thở máy đó thì cái vùng phổi này là sẽ là cái vùng phổi mà nhận toàn bộ cái thở tích khí mà chúng ta cung cấp. Cái vùng phổi thứ hai là vùng phổi gọi là thông khí kém. Thì đối với vùng phổi thông khí kém thì nó sẽ mở ra ở trong thì hít vào khi chúng ta cung cấp thể tích khí lưu thông. Tuy nhiên ở trong thì thở ra thì có thể bị xẹp lại, cho nên cái vùng phổi này còn được gọi là cái vùng phổi mà nó đóng mở có chu kỳ. Cái vùng thứ ba là cái vùng phía đằng sau lưng, thì đây là cái vùng mà điển hình của một cái tổn thương do xẹp phổi hay là tổn thương do đông đặc phổi. Như vậy thì trong giai đoạn đầu của thở máy bệnh nhân AIDS á, thì người ta gọi là thở máy cổ điển đó, thì đặc trưng của thở máy cổ điển là thở máy với một cái VT lớn và một cái PEEP thấp. VT lớn là bao nhiêu? VT lớn là những cái VT mà người ta sử dụng một cái mức là khoảng từ 10 đến 12 ml ký. Thì với một cái VT lớn thế này thì nó sẽ đưa một thể tích khí lưu thông rất là lớn vào cái vùng phổi mà chúng ta hay gọi là vùng phổi còn thông khí tốt đó, thì nó sẽ làm cho cái vùng phổi đó nó căng phế nang quá mức. Cái từ y khoa nó gọi là over distension. Thì khi phế nang nó bị căng giãn quá mức thế này thì nó sẽ gây ra những tổn thương rách, những tổn thương vỡ phế nang đó. Cái đặc điểm của thở máy cổ điển thứ hai là bíp không đủ lớn. Bíp không đủ lớn có nghĩa là bíp chỉ ở tầm khoảng 5 đến 10 cm nước thôi. Thì cái bíp này nó không đủ để giữ phế nang mở ở cuối thì thở ra. Do đó cuối thì thở ra thì phế nang sẽ bị xẹp lại như thế này. Và ở thì hít vào cái tiếp phế nang lại mở ra, và cứ đóng mở vậy thì những cái tổn thương đó nó gọi là tổn thương lực xé, nó cũng làm cho rách những cái phế nang. Như vậy thì với cái thở máy mà cổ điển đó thì người ta sẽ làm cho cái phổi của người bệnh bị tổn thương. Tổn thương thứ nhất là tổn thương ở cái vùng phổi mà thông khí tốt, chúng ta gọi là tổn thương over distension, tức là tổn thương do căng phế nang quá mức. Cái tổn thương thứ hai là tổn thương ở vùng phổi mà đóng mở có chu kỳ, thì người ta gọi là tổn thương atherectoma. Thì như vậy thì người ta có suy nghĩ như thế này là có thể những bệnh nhân AIDS mà phải thở máy đó, thì một phần ở trong cái nguyên nhân mà gây tử vong cho bệnh nhân có thể là do bệnh nhân bị bệnh quá nặng, nhưng mà cũng có thể một phần gây ra tử vong cho bệnh nhân ở trong đó là tử vong do thầy thuốc, tức là iatrogenic, là do chúng ta thở máy theo cái chiến lược gọi là thở máy cổ điển. Từ năm 2000 thì người ta đưa ra cái chiến lược thông khí mà cho đến bây giờ thì chúng ta gọi là thông khí bảo vệ phổi. Thông khí bảo vệ phổi nó có sự khác biệt so với thông khí cổ điển ở chỗ là thông khí cổ điển thì người ta dùng cái thiamin volume rất là cao và PEEP rất là thấp, còn thông khí bảo vệ phổi hiện đại thì người ta dùng cái phương thức mà sử dụng VT thấp và PEEP cao. Như vậy thì thực nghiệm gì mà chứng minh bệnh nhân bị tổn thương phổi do cái thông khí của chúng ta? Đây là thực nghiệm đầu tiên. Thực nghiệm này người ta sử dụng cái phổi của động vật thực nghiệm. Đây là cái phổi của một cái động vật thực nghiệm bình thường chưa có được thông khí. Thì người ta đưa cái phổi vào thông khí với lại áp lực dương ở cái mức là 45 cm nước. Trong thời gian 5 phút thì các bạn thấy là cái tổn thương phổi bệnh nhân đã bắt đầu có xuất huyết lấm chấm, và sau 45 phút, sau 20 phút với cái áp lực là 45 cm nước thì các bạn thấy là cái tổn thương phổi bệnh nhân rất là nặng nề, xuất huyết và bầm hết ha. Thì như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng áp lực cao mà thông khí cho một cái phổi động vật mà thậm chí cả nó ở bình thường luôn nữa thì chúng ta vẫn thấy những cái tổn thương phổi rất là nặng nề. Do đó người ta gọi cái tổn thương phổi mà do áp lực cao này nè, người ta gọi là barotrauma. Tuy nhiên thì đến một cái thực nghiệm của Braithwaite, ông chia động vật thực nghiệm làm 3 nhóm. Một nhóm là ông dùng cái áp lực dương
với áp lực là 45 cm nước, thông khí cho cái phổi với một cái VT cao là 12 ml ký, thì cái nhóm này được gọi là nhóm high pressure high volume. Cái nhóm thứ hai là ông dùng thông khí áp lực âm cũng 45 âm 45 cm nước, nhưng mà cái high volume vẫn là 12 ml ký, thì cái nhóm này gọi là nhóm low pressure và high volume. Và đặc biệt nhóm thứ ba là ông dùng thông khí áp lực dương vẫn là 45 cm nước, nhưng mà cái ngực của cái động vật thực nghiệm đó ông bó lại để cho nó chỉ nhận được một cái thể tích khí lưu thông là 6 lít bạc ký thôi. Thì cái nhóm thứ ba này chúng ta gọi là nhóm high pressure nhưng mà low volume. Thì kết quả thì ông thấy là hai cái nhóm là high pressure high volume và nhóm low pressure mà high volume thì nước ở ngoài mô mạch phổi rất là nhiều, trọng lượng phổi rất là cao và albumin thoát ra ngoài cái mạch máu phổi cũng rất là nhiều. Và chỉ có cái nhóm duy nhất là được bảo vệ, đó là cái nhóm mà chúng ta dùng cái tích khí lưu thông thấp thôi. Thành thử ra từ sau cái thực nghiệm này, người ta nghĩ là thật ra thì chính cái thể tích cao nó mới gây ra tổn thương phổi chứ không phải đơn thuần là do áp lực cao. Do đó từ sau cái nghiên cứu này thì ta đưa ra thêm một khái niệm thứ hai, đó là khái niệm gọi là volume trauma. Volume tức là thể tích, trauma là chấn thương, là chấn thương do thể tích. Như vậy thì để mà tránh một cái tổn thương mà phổi cho bệnh nhân thở máy ARDS á, thì thứ nhất là để tránh cái gọi là over distension, tức là tránh cái căng giãn phế nang quá mức ở những cái vùng phổi mà thông khí tốt đó, người ta phải áp dụng một cái chiến lược là dùng VT thấp 6 lít bạc ký thôi, và áp lực bình nguyên, áp lực cao nguyên đó, tức là P plateau đó là dưới 30 cm nước. Để tránh cho cái tổn thương đóng mở cái chu kỳ tức là atelectroma, thì người ta sẽ sử dụng một cái pip làm sao để mà giữ được phổi nó mở ở trong thì thở ra, tức là dùng gọi là cái pip tối ưu đó. Và thứ ba thì người ta làm sao mà đưa cái vùng phổi mà bị xẹp như thế này nè, nó trở nên là vùng phổi hoạt động trở lại, để mà chia sẻ cái thể tích thông khí ở những vùng phổi khác. Thì có thể là chúng ta phải sử dụng một chiến lược, nó gọi là chiến lược gọi là thủ thuật mở phổi để mà huy động các cái phế nang ở cái vùng phổi đó. Ngoài ba cái tổn thương mà chúng ta đã nói, tức là thứ nhất là tổn thương do VT cao, do áp lực cao là volume trauma, barotrauma. Tổn thương thứ hai là do pip thấp là atelectroma, thì nó còn một tổn thương khác nữa. Đó là những cái tổn thương làm tổn rách những cái xé những phế nang đó, gây kích thích huy động những cái đại thực bào và những cái tế bào viêm đến phế nang, và nó sẽ tiết ra những cái chất mà chúng ta hay thường gọi là cái cytokine. Thì cái cytokine đó nó sau khi tiết ra nó sẽ làm trực tiếp gây tổn thương thêm cái phế nang, và nó đi theo dòng máu đi đến những cái cơ quan khác, và nó sẽ gây ra những tổn thương những cơ quan khác. Thì cái tổn thương thứ ba này người ta gọi là biotrauma, tức là tổn thương sinh học. Như vậy thì tóm lại là khi mình cho một cái bệnh nhân AS thở máy thì có thể mình sẽ gây ra những cái tổn thương là volume trauma, là barotrauma, là atelectroma và cuối cùng là biotrauma. Như vậy thì chúng ta sẽ phải làm khi mà chúng ta giúp thở cho bệnh nhân mà AS, chúng ta phải sử dụng cái chiến lược gọi là thông khí bảo vệ phổi. Thì chiến lược này gồm có 4 cái mức độ. Cái thứ nhất là để tránh được cái over distension, thì nhắc lại các bạn sẽ phải sử dụng một cái thông khí như thế nào để cho cái plateau pressure dưới 30 cm nước và chỉ sử dụng cái high volume thấp là 6 lít ký thôi. Thứ hai là để giảm thiểu atelectroma, thì các bạn làm sao phải huy động các phế nang mà đang bị xẹp và các bạn phải giữ làm sao cho nó mở ở cuối thể ra bằng cách sử dụng pip tối ưu. Thứ ba là các bạn lưu ý là các bạn phải làm giảm thiểu cái ngộ độc oxy bằng cách là cố gắng sử dụng FiO2 mà chỉ tầm ở 60% trở xuống thôi. Và cái cuối cùng là có thể các bạn phải chấp nhận cái mục tiêu thở máy mình là nó nằm ngoài giới hạn bình thường, chẳng hạn như là chấp nhận là ứ CO2 một chút, chấp nhận thiếu oxy máu một chút, miễn làm sao cho bệnh nhân an toàn. Thì đầu tiên tôi xin nói cái việc
là làm sao được giảm được politroma và barotroma, tức là có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng thể tích khí lưu thông thấp là 6 lít một ký và làm sao để áp lực cao nguyên dưới 30 cm nước. Các bạn biết là có một cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu bản lề hay là nghiên cứu rất là quan trọng vào năm 2000 đăng trên tạp chí New England đó. Đó là một cái nghiên cứu so sánh giữa hai nhóm bệnh nhân AIDS được thông khí với lại cái chế độ thông khí là thể tích khí lưu thông thấp hơn, tức là 6 lít một ký, và một cái nhóm là thể tích khí lưu thông bình thường vào cái thời điểm đó là 12 lít ký. Thì chúng ta thấy là sau khi làm được khoảng chừng mỗi nhóm chừng hơn 400 bệnh nhân đó, thì người ta thấy đã có sự khác biệt, có nghĩa thống kê về mặt tỷ lệ tử vong, về mặt cái số ngày mà không có cần hỗ trợ hô hấp, số ngày không thở máy, thì nó khác biệt rất là rõ. Đồng thời cái nhóm mà chúng ta thấy là thông khí với lại cái thadolim mà thấp á, thì nó cũng có suy đa cơ quan ít hơn. Do đó có thể nói là thông khí với lại thể tích khí lưu thông thấp là 6 lít bậc ký đó, thì nó giảm tử vong, nó giảm hỗ trợ hô hấp và giảm suy đa cơ quan. Thì như vậy thì kể từ sau cái nghiên cứu này thì tất cả mọi nơi trên thế giới người ta đều đồng thuận với nhau là đối với lại AIDS thì nên thông khí với thể tích khí lưu thông thấp. Như vậy thì thông khí thể tích khí lưu thông thấp á, nó khác biệt với thông khí cổ điển ở chỗ là thông khí cổ điển thì sẽ gây ra một cái nó gọi là over distension, gây ra căng giãn phế nang quá mức ở đây, và thông khí với thể tích khí lưu thông thấp á, thì nó sẽ đưa cái phổi bệnh nhân phồng lên nhưng mà không có quá căng. Như vậy thì trên cái đường cong ta gọi là đường cong BV đó, thì nó sẽ có một cái điểm uốn gọi là điểm uốn trên. Điểm uốn trên tức là điểm uốn mà sau cái mức điểm uốn trên này thì phế nang sẽ bị căng giãn quá mức. Như vậy thì cái vùng này là người ta sẽ cấm. Điều này có nghĩa là chúng ta không nên sử dụng một cái thể tích khí lưu thông quá cao để mà nó đưa cái áp lực này trên cái mức này. Thì khi mà chiếu xuống đây đó thì thông thường cái mức gọi là mức giới hạn đó của cái điểm uốn trên đó là nằm ở tầm khoảng chừng áp lực bình nguyên khoảng 30 cm nước. Như vậy chúng ta cố gắng làm sao cho áp lực bình nguyên thì không quá 30 và thể tích khí lưu thông thì là không quá 6 lít một ký. Đối với lại cái nghề bác sĩ của mình á, thì các bạn thấy là có một cái khuyết điểm, đó là hầu như tất cả các bệnh nhân mà thở máy đó, chúng ta đưa vào máy thở chúng ta đều đặt thể tích khí lưu thông là tương đương nhau, bất chấp là bệnh nhân bao nhiêu ký, bất chấp là bệnh nhân bị bệnh lý gì thì chúng ta cũng cài đặt cái thể tích khí lưu thông là 500 ml đó. Cho nên là sau cái thời điểm mà người ta sử dụng cái thể tích khí lưu thông thấp á, thì các anh chị nhớ giùm tôi một điều là thứ nhất là làm sao mình phải tính được cái cân nặng, gọi là cân nặng dự đoán hay là cân nặng lý tưởng cũng được. Thì cân nặng dự đoán hay là cân nặng lý tưởng đó thì áp dụng theo công thức thì nó sẽ là 50, nam sẽ là 50 cộng cho 0,91 lấy chiều cao trừ đi 152, tức sẽ là ra cái cân nặng lý tưởng. Còn nữ chúng ta sẽ áp dụng theo công thức này. Chẳng hạn như là một người mà có nam mà có chiều cao khoảng 1m65 như tôi đó thì cân nặng lý tưởng chỉ khoảng 60 kg thôi, chứ không phải là cân nặng thật của tôi hiện tại giờ là 70 kg. Vậy chúng ta nhớ là khi mà sử dụng cái tính VT mà theo cân nặng đó, chúng ta phải sử dụng theo cân nặng gọi là dự đoán hay là cân nặng lý tưởng ha. Vậy thì các bạn nhớ là có hai chuyện: một là phải sử dụng cái cân nặng dự đoán, thứ hai là chỉ sử dụng 6 lít một ký thôi. Thì đối với những cái máy thở mà nó chưa có tính cái cân nặng lý tưởng hay là cân nặng dự đoán cho mình á, thì chúng ta phải dùng công thức. Tuy nhiên thì nếu các anh chị sử dụng cái máy thở mà ở đây chúng tôi đang sử dụng để minh họa cho các anh chị đó là máy thở R860 đó, thì máy thở này thì nó có một cái khung để mà lúc chúng ta cài đặt cho bệnh nhân đó thì chúng ta sẽ cài là giới tính bệnh nhân nha, là nam hay là nữ, và chúng ta cài cái chiều cao của bệnh nhân vô đây. Thì sau khi cài giới tính cho chiều cao thì nó sẽ ra cái cân nặng lý tưởng của bệnh nhân ở đây, và chúng ta sẽ sử dụng cái VT làm sao cho nó tương ứng với lại cái cân nặng lý tưởng đó.
Cái này thì chút xíu nữa khi mà thực hành đó thì tôi sẽ biểu diễn ở trên máy R860 cho các bạn. Trong thời gian đầu mà khi mà áp dụng cái cân nặng lý tưởng là 6 lít/kg đó, thì các nhóm bác sĩ mà thở máy chụp nhân AIS người ta mới phát hiện ra một điều là không phải là tất cả các bệnh nhân mà áp dụng 6 lít/kg thì đều tốt như nhau. Đây là một cái nghiên cứu của ông Tecani, là một cái nhà nghiên cứu của người Ý. Thì ông thấy là ông vẫn áp dụng cái nguyên tắc bất di bất dịch không thay đổi, là sử dụng một cái VT là 6 lít/kg cho tất cả các bệnh nhân AIDS. Tuy nhiên ông có 2/3 số bệnh nhân của ông đó thì cái thể tích phổi thì nó còn thông khí nó tương đối tốt, cái vùng phổi mà nó bị đông đặc, nó bị xẹp chỉ ít thôi. Thì những cái phổi đó đó thì các bạn thấy ở đây là được minh họa trên CT bằng cách là người ta tô màu. Những cái vùng phổi nào mà tô màu xanh lá đây là những vùng phổi mà gọi là xẹp ha. Những vùng phổi nào mà tô màu vàng đây là những vùng phổi chúng ta gọi là đóng mở cái chu kỳ đó, tức là khi mà hít vào thì nó mở, khi thở ra thì nó sẽ bị xẹp. Cái vùng phổi mà màu xanh dương, tức là những cái vùng phổi mà nó hầu như là thông khí bình thường, thông khí tốt. Và những cái vùng phổi mà nó có những cái chấm chấm đỏ đó thì là những vùng phổi mà overdistension. Như vậy thì trong 2/3 số bệnh nhân AIDS thì vẫn có đáp ứng được, tức là sau khi chúng ta thông khí với một cái thể tích khí lưu thông là 6 lít/kg đó, thì chúng ta thấy là cái vùng phổi thông khí tốt rất là nhiều. Và ở cuối thì hít vào đó, chúng ta thấy là không có nhiều lắm cái phần mà phổi mà nó bị gọi là overdistension. Tuy nhiên ở 1/3 còn lại, với cái vùng phổi xẹp rất là lớn, rất là nhiều cái vùng phổi xẹp đây, hầu như là gần 1/2 cái số phế nang là bị xẹp rồi, thì chúng ta thấy là với thể tích khí lưu thông chỉ có 6 lít/kg thôi, thì ở cuối thì hít vào cũng thấy ở đây trong cái vùng phổi mà thông khí bình thường thì có rất nhiều cái phế nang nó bị lấm chấm đỏ, tức là nó bị overdistension. Do đó các anh chị phải nhớ là cái 6 lít/kg chỉ là một cái tương đối thôi, nhưng mà nó cũng có thể gây ra overdistension ở những cái phế nang mà nó còn thông khí tốt. Ông này cũng có cái hay là ông sẽ đo những cái cytokine ở hai cái nhóm bệnh nhân, mà nhóm bệnh nhân mà cái overdistension ít và những bệnh nhân mà overdistension rất là nhiều. Thì ông thấy là cái nhóm mà nó overdistension nhiều đó thì nó hầu như tất cả các cái chất cytokine ở trong cái dịch phế quản phế nang mà hút ra đó thì đều rất là cao. Như vậy thì nếu mà chúng ta làm cho cái phổi bệnh nhân bị overdistension đó thì nó sẽ gây ra tăng tiết các cái chất cytokine, và do đó sau này thì nó sẽ gây ra tổn thương những cái phổi, càng tổn thương nhiều hơn nữa và tổn thương những cái cơ quan khác. Cái sự khác biệt giữa hai cái nhóm này là gì? Thì khi mà thống kê đó thì ông thấy là với cái thể tích lưu thông là bằng nhau là 6 lít/kg nha, thì cái nhóm mà phổi mà nó giãn nở tốt, nó không có bị overdistension đó, thì cái plateau pressure nó chỉ tầm ở khoảng 25-26 thôi ha. Còn cái nhóm mà bị quá căng quá mức phế nang thì nó cái P plateau rất là cao, nó tới gần 29 tới gần 30 rồi. Như vậy thì từ cái lý luận này, như vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao cho khi mà chúng ta cài cái thể tích khí lưu thông là 6 lít/kg đó, nếu mà P plateau mà nó nằm dưới cái mức là 30 cm nước thì coi như ổn. Còn nếu mà P plateau nó đã tiệm cận bằng hoặc là cao hơn cái mức 30 cm nước thì thậm chí các bạn phải giảm thêm cái VT, không phải là 6 nữa mà có thể là thấp hơn. Như vậy thì cái mức mà thấp nhất chúng ta có thể cài đặt được là khoảng 4 ml/kg nha. Rồi, như vậy thì bây giờ làm sao mà khi các bạn thông khí một bệnh nhân mà các bạn biết P plateau là bao nhiêu? Thật sự ra thì để biết P plateau là bao nhiêu đó thì các bạn sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là khi các bạn thông khí bệnh nhân với lại cái thông khí bình thường đó, thì các bạn sẽ chọn một cái thủ thuật nó gọi là inspiratory pose,
tức là các bạn sẽ bấm vào cái nút ngừng ở cuối thì hít vào, và khi các bạn ngưng ở cuối thì hít vào thì nó sẽ kéo dài thời gian hít vào ở giai đoạn này, gọi là giai đoạn pause rồi đó, thì nó sẽ đo được một cái áp lực, mà áp lực này người ta gọi là plateau pressure, hay nói cách khác là áp lực này nó bằng cái áp lực ở trong phế nang, tức là alveolar pressure. Thì áp lực này á, nếu mà nó cao hơn 30 cm nước á, thì nó sẽ gây ra nguy hiểm, gây ra tổn thương cho cái phế nang của người bệnh. Cách thứ hai là khi các bạn dùng cái chế độ volume control, thì các bạn có cài đặt cái thời gian pause. Thời gian pause này thì ít nhất các bạn phải cài khoảng chừng 0.3 đến 0.5 giây, thì nó sẽ luôn luôn nó hiện cái plateau ở trên máy thở để chúng ta có thể nhận thấy, để chúng ta có thể theo dõi. Thì hai cái này thì chút xíu nữa tôi sẽ biểu diễn ở trên máy thở. Như vậy thì khi các bạn cài ban đầu là 6 lít bạc ký đó, mà các bạn thấy cái mục tiêu của mình là plateau phải dưới hoặc bằng 30 cm nước, cái này là hướng dẫn của AS Network ha. Nếu mà các bạn thấy plateau mà trên 30 cm nước thì đề nghị các bạn sẽ giảm dần từng bước, từ khoảng 0.5 đến 1 lít bạc ký từng bước cho đến khi nào mà các bạn đạt được cái plateau là nó dưới 30 ha. Cái này là cái bắt buộc mình phải làm vậy để làm sao cho giữ cho cái áp lực plateau nó an toàn cho bệnh nhân. Còn nếu mà bệnh nhân mà nó vẫn chưa đạt được như vậy thì có khi là các bạn phải tăng thêm tần số thở, vì do các bạn đã giảm cái VT quá mức rồi đó, cho nên là nó sẽ gây giảm thông khí đó, thì các bạn sẽ tăng cái tần số thở một cái mức nào đó mà để tương ứng với lại cái VT giảm, để các bạn thanh thải được CO2. Tuy nhiên thì khi mà tăng tần số thở này thì các bạn cũng để ý giùm tôi, coi chừng các bạn gây ra bẫy khí. Nghĩa là các bạn có thể tăng lên nhưng mà làm sao để tránh bẫy khí, thì cái này chút xíu nữa tôi cũng sẽ trình bày ở trên máy thở. Một cái yếu tố thứ ba mà các bạn cũng cần phải quan tâm, ngoài cái VT ở mức 6 lít bạc ký và plateau thấp hơn 30 cm nước, là private pressure. Private pressure thì tiếng Việt thì cũng chưa có, nhưng mà tôi dịch tạm là áp lực đẩy. Áp lực đẩy là gì? Bây giờ các bạn xem, nếu mà cùng một cái plateau là 30 cm nước á, nha, thì hai cái bệnh nhân này, bệnh nhân nào là bệnh nhân nặng hơn? Bệnh nhân thứ nhất là có plateau là 30 nhưng mà các bạn đang cài bíp là 5 cm nước thôi. Còn bệnh nhân thứ hai là các bạn có plateau là 30 mà bíp là 15 cm nước, thì bệnh nhân nào là nặng hơn? Nếu bạn lưu ý cái bệnh nhân, hai bệnh nhân này nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái bệnh nhân A này nè, là cái private pressure, tức là cái áp lực đẩy đó, nó sẽ là 30 trừ cho 5 là 15, là 25 cm nước, tức là áp lực đẩy rất là cao ha. Còn bệnh nhân thứ hai thì cũng với 6 lít bạc ký như bệnh nhân thứ nhất, nhưng mà áp lực đẩy nó chỉ có là 30 trừ cho 15, tức là 15 thôi. Vậy thì hai bệnh nhân này thì bệnh nhân nào nặng ha? Cùng một cái plateau như nhau nhưng mà hai bệnh nhân này, bệnh nhân nào có khả năng tử vong hơn? Thì xuất phát từ cái câu hỏi đó đó, ông Amato ổng mới làm một cái nghiên cứu mà theo tôi nghĩ chắc có lẽ là từ hồi trước tới giờ là chưa có. Đó là ổng lấy dữ liệu của chính cái RCT mà có liên quan tới những cái thử nghiệm AIDS. Cái số lượng bệnh nhân gộp lại là trên 9.000 trường hợp. Thì trong 9.000 trường hợp này đó thì ổng sẽ phân thành nhiều cái nhóm nhỏ. Bây giờ chúng ta thấy một cái mẫu thứ nhất là mẫu A này. Đối với mẫu A này thì có 5 cái nhóm bệnh nhân. Cái 5 nhóm bệnh nhân này có một cái đặc điểm chung là cái bíp bằng nhau, là tầm tầm ở khoảng 10 cm nước. Nhưng mà cái private pressure, tức là cái delta P đó, thì nó khác biệt. Nó khác biệt ở chỗ là nó sẽ tăng dần từ từ, từ khoảng tầm khoảng 10 cm nước và cao cho đến cái mức này khoảng chừng 25 cm nước, nó tăng từ từ lên. Thì theo các bạn thì trong 5 nhóm bệnh nhân này thì nhóm bệnh nhân nào thì có khả năng tử vong cao, có khả năng là tử vong cao hơn, tức là cái tỷ lệ tử vong của nó sẽ đi theo cái hướng nào? Đi theo cái hướng là tăng dần lên
hay là không thay đổi, tức là ngang, hay hoặc là giảm dần xuống. Nếu mà theo cái cách lý luận á, thì chúng ta thấy là cái rate relapse cao, điều này có nghĩa là cái phổi bệnh nhân nó độ giãn nở rất là kém. Khi mà độ giãn nở kém, tức là phải dùng một cái áp lực rất là cao mới có thể mở ra trở lại được một cái VT là 6 lít/kg. Như vậy thì cái tổn thương phổi nó nặng hơn thì chắc là tỷ lệ tử vong nó sẽ là cao hơn. Do đó thì quả đúng là như vậy. Thì khi mà nghiên cứu thì thấy là cái tỷ lệ tử vong của các cái nhóm bệnh nhân này thì càng lúc càng tăng lên nha các bạn. Bạn thấy ha, càng lúc càng tăng lên thì cái này nó phù hợp với lại cái delta P càng tăng. Như vậy thì các bạn trong cái mẫu A này thì các bạn có thể nói điều này với một cái pip bằng nhau, với một cái pip bằng nhau, thì cái bệnh nhân nào mà có cái delta P, tức là cái driving pressure mà nó cao đó, càng lúc càng cao đó, thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ càng tăng. Chúng ta phải biết trước cái chuyện đó để chúng ta khi mà chúng ta gắn vô máy thở mà chúng ta thấy vậy đó, chúng ta cũng nên gọi người nhà đến để chúng ta có thể báo cho người nhà biết là cái tổn thương phổi nó đã rất là nặng như vậy rồi ha, khả năng tử vong rất là nhiều. Rồi một cái mẫu B. Mẫu B này có một cái đặc trưng như thế này. Mẫu B này đó thì cái pip nó càng lúc càng tăng nhưng mà driving pressure là không thay đổi nha. Thì các bạn thấy là ở đây pip nó bắt đầu từ 10 cho tới dần dần tăng lên tầm khoảng 15. Thì đối với lại cái kinh nghiệm của cái người mà thở máy thì chúng ta thấy là nếu mà delta P bằng nhau thì là ổn rồi. Vậy thì hầu như là cái cơ quan phổi của nó là nó tốt như nhau, đúng không ạ? Và nếu mà các bạn sử dụng cái pip càng lúc càng tăng đó thì theo chúng ta hiểu cái tầm chúng ta hiểu đó là AIDS thì phải sử dụng pip, mà pip càng cao thì nó sẽ huy động phế nang, rồi nó sẽ giữ cái phổi mở, nó tránh xẹp phổi dần dần, thì có thể khả năng là càng về cái phía cái pip càng cao đó thì cái tỷ lệ tử vong sẽ càng giảm. Theo chúng ta suy nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà trong cái nghiên cứu của ông Amato đó thì hầu như tỷ lệ tử vong của nó không thay đổi. Nó không thay đổi thì ông mới giải thích là hãy mà cái delta B bằng nhau thì hầu như tỷ lệ tử vong cũng như nhau à, chứ nó cũng không có phải phụ thuộc vào pip nha. Thì đây là một cái nghiên cứu đầu tiên nó nói là tỷ lệ tử vong của AS thực ra thì cũng không phụ thuộc vào pip cao hay pip thấp, đúng không ạ? Đây là một cái yếu tố là khá là thú vị. Ở đó giờ chúng ta cứ nghĩ trong đầu là chúng ta đưa pip lên càng cao thì có lẽ là càng tốt, đưa pip xuống càng thấp thì có lẽ là càng xấu cho bệnh nhân. Nhưng mà thật ra thì khi mà phân tích gộp vậy thì chúng ta thấy là không có gì mà gọi là thay đổi. Cái thứ ba, cái mẫu B, mẫu C này mới là một cái rất là thú vị. Cái mẫu C này nó trả lời cho câu hỏi ban đầu của tôi đó là ở tầm plateau pressure như nhau. Các bạn thấy đây là plateau pressure nó gần tầm khoảng bằng nhau, khoảng 28 nha, khoảng 28 cm nước. Tổng thì nó như nhau nhưng mà cái cấu hình cấu tạo ở trong đó thì nó khác nhau ở chỗ là pip thì thấp, plateau pressure cái delta P thì cao. Và càng ngày đến cái nhóm ở thứ năm này nè thì pip cao mà delta P nó thấp. Như vậy thì nếu mà theo suy nghĩ của tôi mà lúc mà chưa có học cái bài này đó, thì tôi nghĩ là hãy plateau pressure mà bằng nhau thì chắc là tỷ lệ tử vong này cũng sẽ bằng nhau. Nhưng mà thật sự là bất ngờ ở chỗ là nếu mà các bạn thấy mà plateau pressure mà bằng nhau đó thì anh nào mà có driving pressure mà thấp mà pip là cao đó thì tỷ lệ tử vong nó sẽ thấp hơn là cái nhóm mà pip mà thấp mà driving pressure là cao, đúng không ạ? Do đó thì sau ba cái mẫu này á thì ông Amato mới kết luận là thật ra thì cũng không biết chắc hay không, nhưng mà theo ông nghĩ đó là cái driving pressure nó mới là cái yếu tố quyết định chứ không phải là cái plateau pressure hay là không phải là VT. Và sau cái nghiên cứu này thì ông ra một cái chỗ nó gọi là cái điểm cắt, tức là cut off ở nằm ở tầm khoảng 15 cm nước. Cái này có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở cái mức độ mà premixer mà thấp hơn 15 á thì tỷ lệ tử vong của nó thấp như nhau, gần như nhau. Nhưng mà khi mà nó qua 15 nó càng lên cao đó thì cái đường này nó không tuyến tính nữa mà nó sẽ đi theo cái hướng gọi là lũy thừa, tức là nó càng ngày càng tăng lên rất là dữ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là
phía đằng sau cái delta P mà phía đằng sau cái 15 đó thì nó càng cao thì nó càng rất là càng nguy hiểm cho bệnh nhân. Thành thử ra với cái thời điểm ngay thời điểm bây giờ thì chúng ta có ba cái tiêu chuẩn, là ba cái tiêu chuẩn mà để biết coi cái thông khí chúng ta có an toàn cho bệnh nhân hay không. Đó là cái thứ nhất là các bạn thông khí một cái VT thấp 60 bậc ký. Thứ hai là làm sao cho Bplato thấp hơn 30 cm nước. Và thứ ba là làm sao cho cái prime pressure ở tầm khoảng 15 trở lại. Dĩ nhiên là nếu mà khó quá, tức là cao hơn thì nó mới đạt được, thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải chấp nhận. Nhưng mà những bệnh nhân đó thì cái tỷ lệ tử vong nó có thể nói là sẽ tăng lên rất là nhiều. Bây giờ để cho các bạn dễ hiểu cái phần này đó, thì tôi đưa ra một ví dụ. Có một nam 70kg, chiều cao là 1.64, nhìn thấy quen quen ha, giống cái số của tôi quá. Chẩn đoán là AIDS sau khi viêm tụy cấp, thì đề nghị các bạn là cài đặt ban đầu VT là bao nhiêu, rồi các bạn đo Plateau Pressure và các bạn đo Delta P. Đây là một cái theo nghĩa rất là dễ ha, nhưng mà có nhiều khi rất nhiều bạn có thể là chưa biết, thì giờ tôi sẽ trình bày trên máy thở. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quay trở lại cái standby ha. Chúng ta pause ventilation. Ở trong standby chúng ta sẽ cài đặt cái cân nặng lý tưởng của bệnh nhân. Xin lỗi. Chúng ta sẽ vô cái chỗ gọi là new patient. Dạ, new patient. Ở đây là new patient, các bạn thấy là nó có nhiều rất nhiều thông số ha. Thì đây là đối tượng bệnh nhân, thì nó có ba loại là người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. Thì chúng ta chọn người lớn ha. Thứ hai là chúng ta chọn giới tính. Như đây chúng ta chọn giới tính thì chúng ta chọn giới tính là nam nha, nam. Thứ ba là chúng ta thay vì chúng ta vô cái cân nặng thì chúng ta sẽ chọn chiều cao. Ở đây chúng ta sẽ chọn chiều cao là 1m64 ta chốt 1m64 lại. Thì khi chúng ta chốt giới tính là nam, chiều cao 1m64, chúng ta thấy là cái cân nặng lý tưởng là 61kg nha. Và người ta cũng khuyến cáo mình luôn là cài đặt VT là 375. Thấy không, máy rất là thông minh ha. Tuy nhiên thì để cho dễ tính á, thì chúng ta sẽ cài đặt một cái VT nó theo như hướng dẫn của máy ban đầu là 375. Chúng ta xác nhận ha. Rồi, xác nhận. Rồi bắt đầu chúng ta thông khí. Rồi, giờ chúng ta đưa vào thông khí, rồi chúng ta sẽ thông khí với chế độ là AC Volume Control. Bệnh nhân này chúng ta sẽ cài đặt ban đầu là một cái VT là 375ml ha. Giả sử tôi cài đặt với lại cái tần số là 15 lần một phút, Edener vẫn là 1/2 và áp lực xin lỗi, pulse là bằng 0%. Chúng ta sẽ đặt pip ở tầm khoảng 8 cm nước lúc ban đầu cho một bệnh nhân. Đây là bệnh nhân AIDS ha, ta cài đặt pip ban đầu là 8 cm nước. Rồi sau khi mà chúng ta FiO2 có thể chúng ta sẽ tăng lên 100%. Tuy nhiên là chúng ta đang thực hành trên một cái máy thở mà nó không có oxy đi kèm, cho nên là chúng ta để cho 21 cho nó dễ, để nó ít báo động ha. Trong thời gian chúng ta thực hiện nó không báo động. Bây giờ chúng ta xác nhận ha. Rồi, sau khi chúng ta xác nhận xong rồi thì chúng ta nhìn vô biểu đồ dạng sóng đây. Rồi, chúng ta thấy là ở đây là áp lực đỉnh rất là cao, đang báo động. Chúng ta sẽ đưa cái giới hạn áp lực lên trên khoảng 40 cm nước để cho nó đừng báo động. Cái này là chúng ta làm ở trên máy thực nghiệm nha các anh chị ha. Nó đưa lên 40 cm nước để cho nó đừng báo động. Rồi, ở đây thì tôi chỉnh cái này là một tí xíu để cho nó bớt trigger giả. Rồi, để cho các anh chị quan sát cái thông số cho nó dễ đó, thì chúng tôi mở cái màn hình các thông số này nó to lên để cho các bạn nhìn thấy dễ. Thì các bạn thấy là với bệnh nhân này là bệnh nhân AIDS thì chúng ta sẽ cài đặt
VT là 6 lít bậc ký là 375 ml ha. Và cái áp lực đỉnh, áp lực đỉnh là 30 ha. Thì như hôm trước chúng tôi đã nói với các bạn đó, thì đối với bệnh nhân này thì bệnh nhân đang thở máy theo chế độ chúng ta đang cài đặt đó là volume control, và chúng ta không có cài đặt pulse, không cài đặt pulse. Cho nên cái áp lực mà chúng ta thấy đó chỉ có một áp lực duy nhất là áp lực đỉnh mà thôi, và áp lực đỉnh hiện tại đang là 30. Dĩ nhiên là các bạn sẽ thắc mắc là không biết cái áp lực đỉnh là 30 nhưng mà áp lực cao nguyên là bao nhiêu. Thì để tìm áp lực cao nguyên đó thì các bạn sẽ phải sử dụng một cái chức năng, một cái thủ thuật, đó là inspiratory horn. Ở đây các bạn thấy là nó có một cái phím nó gọi là inspiratory horn, tức là các bạn sẽ giữ ở cuối thì hít vào trở lại. Thì cái nút này nó có thể làm cái thủ thuật giữ đó từ 2 đến 5 giây, từ 2 đến 5 giây, thì hiện tại nó đang để là 5 giây, nhưng mà thông thường đó ở trên lâm sàng chúng ta chỉ cần khoảng 2 giây là đủ. Là bởi vì chúng ta hold, chúng ta pause mà nó dài quá đó thì có thể gây khó chịu cho bệnh nhân, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái thời gian này khoảng 2 thôi nha, chúng ta xác nhận 2. Thì chúng tôi cũng xin nói thêm cho các bạn một số cái kỹ năng mà sử dụng để làm cái đo áp lực cao nguyên, áp lực bình nguyên này là plateau pressure đó. Thì để làm được cái này thì các bạn chú ý, các bạn phải làm được 3 chuyện. Chuyện thứ nhất là cái đường thở bệnh nhân nó phải thông, tức là trước khi các bạn làm thủ thuật này đó thì các bạn phải hút đàm sạch sẽ ha. Thứ hai là để cho cái áp lực bình nguyên này mà nó được hàn định đó, thì các bạn phải sử dụng cái ống nội khí quản mà tương đối kín một chút, tức là các bạn phải dùng cái bơm cái cấp, tức là bơm bóng chèn lên ở cái mức khoảng từ 25 đến 30cm nước cho nó kín. Và cái thứ ba là bệnh nhân phải trong tình trạng thụ động, tức là passive, tức là chúng ta phải cho bệnh nhân một cái chút xíu một cái thuốc an thần nhẹ, hoặc là một cái thuốc giãn cơ đó có tác dụng ngắn. Thì sau khi ba cái chuyện đó rồi đó thì các bạn sẽ bấm cái nút inspiratory horn ha. Nhắc lại là các bạn sẽ bấm nút này. Thì bây giờ tôi sẽ bấm cái nút này, inspiratory horn. Khi tôi bấm cái nút inspiratory horn á thì các bạn sẽ thấy là sau khi bệnh nhân hít vào đó thì máy thở nó sẽ có một cái đoạn nó gọi là nó bằng phẳng ngang ha. Và sau khi nó có cái đoạn bằng phẳng ngang đó đó, tức là cái đoạn đó gọi là áp lực cao nguyên, thì nó sẽ hiện cái chỉ số lên đây. Và chúng ta thấy là đây là P plateau là 27 nha, P plateau là 27. Thì các bạn để ý là P plateau là 27, đúng không ạ? Mặc dù peak pressure là 30 nhưng mà bệnh nhân này đang P plateau là 27, thì P plateau 27 thì cũng coi như là cũng có thể chấp nhận được, tại vì nó dưới 30, đúng không ạ? Nó dưới 30 thì coi như cũng còn chấp nhận được. Sau khi chúng ta có cái P plateau là 27 đó thì các bạn nhìn vô đây, các bạn sẽ thấy là peak mình đang cài đó là 8 nha. Và các bạn rất là đơn giản, các bạn sẽ lấy 27 trừ đi 8, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ ra delta P, hay là chúng ta thường gọi là driving pressure đó, sẽ là 27 trừ đi 8, tức là 19 cm đất. 19 là cao không ạ? Cao ha. Theo khuyến cáo là driving pressure chỉ ở khoảng 15 trở lại thôi, nhưng mà 19 thì thôi kệ chứ biết sao giờ. Ngoài ra thì nó có một cái thông số mà tình cờ có được, nhưng mà không phải là tại vì tình cờ có đâu, mà tại vì chức năng máy nó có, đó là cái compliance. Đó là các bạn thấy đây có chữ C start ha, là 20 ml cm nước, có nghĩa là cái độ giãn nở phổi bệnh nhân á, hiện tại là đang là 20 ha, 20. Đây là cái cách thứ nhất. Cách thứ nhất thì chúng ta hơi phiền phức ở chỗ là chúng ta sẽ phải gì? Chúng ta phải làm cái thủ thuật nó gọi là bấm vô cái nút gọi là inspiratory horn. Cái cách thứ hai là cái cách mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái P plateau thường xuyên hơn, tức là lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy hết. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ cài cái thời gian nó gọi là pulse, hay trên máy này nó là inspiratory pulse. Ở đây, đây, ở đây các bạn để ý á, là chúng ta đang cài cái tần số là 15, đúng không ạ? 15 thì một thời gian một chu kỳ thở sẽ là 60 chia 15 sẽ là 4 giây.
Vậy chúng ta cài thời gian power này sẽ là 10% của 4 giây, tức là 0.4 giây. Bây giờ chúng ta sẽ bấm vô cái nút Inspire Triple, chúng ta xoay nó và chúng ta sẽ nhìn cái thời gian pause ở đây làm sao nó ra khoảng 0.4 giây ha. Ta tăng lên từ từ ở tới cái mức ở đây tính nước là 30% đó, thì nó sẽ ra thời gian pause là 0.4 giây. Chúng ta nhấn vô, thì sau khi chúng ta đã xác nhận cái thời gian pause là 0.4 giây, chúng ta quay trở lại cái màn hình, chúng ta thấy là bây giờ hiện tại nó đã khác một chút. Thay vì hồi nãy nó chỉ có áp lực đỉnh là peak pressure thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được một cái áp lực bình nguyên. Để nhìn cái áp lực bình nguyên cho rõ thì chúng ta chuyển sang cái màn hình này. Thì khi mà chuyển sang màn hình này, chúng ta thấy đây là P plateau đây ha, luôn luôn có nha. Và các bạn sẽ theo dõi, một cái ưu điểm là các bạn sẽ theo dõi P plateau liên tục mà các bạn không phải làm thêm thủ thuật gì hết ha. Vậy thì ở trong trường hợp này, các bạn đang cài bệnh nhân với chế độ là volume control VT là 375 ml, thì các bạn sẽ có P peak là 32 cm nước, và P plateau sẽ là 28 cm nước. Nói chung là đạt được cái tiêu chuẩn gọi là dưới 30 nha, dưới 30. Rồi, các bạn thấy như vậy. Tuy nhiên thì đây là một cái phổi mà cũng tương đối thôi, chứ nó không phải là phổi AS nặng. Nếu mà phổi ARDS nặng hơn thì nó sẽ xảy ra chuyện gì? Ở đây thì để cho cái phổi AS nặng hơn đó, thì tôi sẽ dùng những cái cổng thun để làm cho cái độ giãn nở phổi nó giảm hơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái này vô. Rồi. Bây giờ tôi quay lại cái chiến lược như hồi nãy, tức là chúng ta sẽ đặt pose bằng zero. VT chúng ta vẫn đặt là 375. Đúng không ạ? VT vẫn đặt là 375. Thì bây giờ chúng ta xem coi điều gì đang xảy ra ở trên bệnh nhân này. Ở đây tôi sẽ mở cái này, nó tương đối nó lớn hơn một chút để các bạn nhìn. Các bạn thấy với cái phổi của một bệnh nhân khác, cái mức độ giãn nở của nó giảm thấp hơn, thì chúng ta thấy là với chúng ta chỉ cài một cái VT là 6 lbk thôi, tức là VT là 375, nhưng mà cái áp lực đỉnh peak pressure nó đã lên tới 34 cm nước rồi, nó cao rồi. Như vậy thì để biết được bệnh nhân này hiện tại thực sự ra là cái áp lực gọi là cao nguyên á là bao nhiêu, thì chúng ta quay lại, chúng ta sẽ làm cái thủ thuật gọi là thủ thuật inspiratory horn giống như hồi nãy ha. Ta quay trở lại đây ta làm, thì chúng ta cũng để thời gian horn là 2 giây. Ta bấm vô đây, thì khi chúng ta bấm vô thì máy nó sẽ hold cái thời gian của bệnh nhân trong thời gian 2 giây. Và nó ra được cái kết quả là P plateau sẽ là 30 cm nước. 30 cm nước. Vậy thì với bệnh nhân này cái độ giãn nở phổi nó kém hơn rồi. Và mặc dù chúng ta vẫn cài cái thể tích khí giao thông là 6 lbk như là cũ, nhưng mà các bạn đã thấy là P plateau nó cao lên là 30. Cái bệnh nhân này thì mới là bệnh nhân mình thường hay gặp trên lâm sàng nè. Tức là chúng ta gặp một bệnh nhân mà chúng ta cài VT vẫn là 6 lbk, nhưng mà plateau pressure vẫn tầm ở khoảng 30 trở lên. Thì để xử trí bệnh nhân này đó, thì các bạn thấy là với cái mức P plateau nó cao vậy đó, thì các bạn sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Cho nên các bạn sẽ làm sao để mà cái P plateau nó thấp hơn, đúng không ạ? Mà muốn P plateau thấp hơn thì các bạn chỉ còn có một cách duy nhất là các bạn sẽ làm giảm bớt đi cái VT mà chúng ta cài đặt. Vậy thì đây là 6 lbk, chúng ta sẽ cài đặt thành 5 lbk ha. Bệnh nhân cân nặng lý tưởng là 60 kg, cài đặt 5 lbk là 5 × 6 = 30, chúng ta sẽ cài đặt cái VT là 300. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái chuyện là chúng ta sẽ quay trở lại cái cài đặt ha. Chúng ta giảm bớt cái này xuống là còn 300 nha. Chúng ta giảm cái này xuống còn 300, tức là khoảng 5 lbk, ấn nhấp vô. Rồi. Chúng ta đang cài là VT là 300 lbk. Xin lỗi, là 300 ml, tức là sao là 50 lbk. Chúng ta thấy là trước mắt thì hồi nãy P peak nó là 34 đó ha. Bây giờ nó sẽ giảm xuống còn 30 ha. Giảm còn 30. Bây giờ chúng ta đo lại thử coi cái plateau pressure nó còn ở cái mức là
hồi như hồi nãy không thì chắc có lẽ là sẽ, nó hy vọng là nó sẽ giảm, ta sẽ làm lại ha, làm lại. Rồi rồi bây giờ Vibrato đã xuống 27 ha, là an toàn hơn ha, an toàn hồi nãy. Tuy nhiên á thì các bạn thấy là chúng ta làm cái chuyện là giảm bớt thể tích khí thông xuống, đúng không ạ? Thì với một bệnh nhân AIS mà chúng ta giảm thể tích khí thông xuống thì đương nhiên là bệnh nhân sẽ bị gì? Bệnh nhân sẽ bị ứ CO2. Cho nên cái việc kế tiếp sau khi giảm VT thấp hơn đó là các bạn nên tăng tần số lên, và các bạn sẽ tăng cái tần số cái red này nè lên cao hơn. Thay vì 15 có thể các bạn sẽ tăng lên là 20, 25 gì đó ha. Thì cái phần đó thì tôi sẽ nói ở, tôi sẽ đề cập ở một cái phần sau của cái này. Vậy thì trong cái bài tập này thì các bạn đã biết cách, thứ nhất là các bạn tính được cái cân nặng lý tưởng, đúng không ạ? Thứ hai là cách các bạn cài đặt cái VT là 6 lít bạc ký như thế nào, và sau khi cài 6 lít bạc ký thì các bạn đo được cái P plateau để xem coi nó có trên 30 không. Và nếu mà nó trên 30 cm nước á, thì các bạn phải giảm bớt VT xuống là còn bớt đi 1 lít bạc ký, cứ mỗi bước là 1 lít bạc ký ha, để làm sao cho P plateau nó thấp hơn 30. Khi chúng ta giảm VT xuống thấp hơn 6 lít bạc ký thì chúng ta nhớ một chuyện là chúng ta sẽ tăng dần cái tần số thở lên để tương ứng với cái chuyện mà chúng ta giảm VT xuống. Cái đó là một cái số cái thao tác ở trên máy ha. Rồi, các bạn đã qua cái chuyện đầu tiên là cài đặt VT. Bây giờ chúng ta cái thứ hai là chúng ta làm sao cho mở phổi và giữ phổi mở. Thì cái việc làm sao cho mở phổi và giữ phổi mở đó là chúng ta có thể áp dụng cài đặt PEEP làm sao cho thích hợp, hay chúng ta thường hay nói là PEEP tối ưu, và có thể kèm theo thủ thuật huy động phế nang. Thật ra khi các bạn tăng PEEP lên á thì là các bạn đã huy động phế nang rồi, đúng không ạ? Thì cái chuyện mà cài đặt PEEP trong AIDS á thì các bạn để ý giùm tôi là PEEP là một cái trị số nó cũng tương đối khó ở chỗ là các bạn phải làm sao nó phù hợp, tức là nó làm sao nó phải tốt nhất là nó nằm ở đây. Nếu mà các bạn đặt PEEP mà thấp hơn cái chỗ mà tốt nhất đó thì cái phế nang bệnh nhân nó bị xẹp, nó không trao đổi khí được nha. Còn nếu các bạn cài đặt cái PEEP mà cao hơn cái mức PEEP tối ưu đó thì nó sẽ gây ra quá căng phế nang, mà căng phế nang thì nó cũng có hại. Thành thử ra các bạn nhớ là các bạn luôn luôn lúc nào cũng phải tìm một cái trị số PEEP nào đó ở đâu đó ở giữa, phải không ạ? Cái PEEP đó thì nó cải thiện oxy hóa máu nhưng mà nó cũng không gây ra những tác dụng phụ. Thành thử ra các bạn nhớ dùm, mình cài đặt PEEP mà đúng đó thì PEEP nó sẽ làm tăng áp lực đường thở trung bình, tức là tăng cái MAP. Mà tăng cái MAP này là nó làm gì? Nó cải thiện oxy hóa máu. Cài cái PEEP mà đúng đó thì nó sẽ giữ phổi mở, nó tránh được cái chuyện là phổi bị xẹp lại ở cuối thể ra, thì nó cũng giúp cho tránh được cái tổn thương mình gọi là atelectoma. Đồng thời thì khi mà các bạn làm tăng cái thể tích phổi chức năng đó thì với một cái VT cố định là 6 lít bạc ký thì các bạn sẽ thấy P plateau nó thấp hơn, hoặc là các bạn có thể thấy là cái driving pressure nó thấp hơn, nó giảm bớt hai cái chỉ số này. Tuy nhiên nếu mà các bạn cài PEEP mà nó lố tức là nó quá mức thì nó sẽ gây những tác dụng bất lợi, ta gọi là over detention đó. Thì over detention nó sẽ gây rất là nhiều bất lợi, ngoài cái barotrauma, volutrauma như nãy chúng ta đã nói rồi đó, thì có thể nó sẽ gây ảnh hưởng đến huyết động, tức là nó gây cho bệnh nhân, nó cản trở máu tĩnh mạch ngoại biên trở về tim, nó làm cho bệnh nhân bị giảm cung lượng tim ha, rất là bất lợi. Thì cái khái niệm PEEP tối ưu đó được ông Amato ổng làm vào năm 1998 trên thực nghiệm. Thì có hai lô, một lô thì ông sử dụng thông khí bảo vệ phổi với VT là 6 lít bạc ký, đồng thời PEEP thì ổng cài cao hơn điểm uống dưới 2 cm nước, cái điểm uống dưới hồi chúng tôi sẽ nói ha. Còn cái nhóm còn lại ổng sẽ dùng cái thông khí cổ điển, thì ổng thấy là chỉ có mỗi nhóm chỉ có khoảng chừng 30 bệnh nhân thôi thì đã thấy cái sự khác biệt rất là rõ ha. Cái nhóm mà dùng thông khí bảo vệ phổi thì nó tỷ lệ tử vong nó rất là thấp
ha. Còn nhóm mà sử dụng thông khí cổ điển thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Tuy nhiên thì phải nói là ở bên phía nhóm mà thông khí bao vây phổi đó thì nó được nhiều thứ ở trong đó chứ không phải là một thứ. Bảo vệ bằng cách là VT thấp, bảo vệ bằng cách là BIP cao nha. Thành thử ra các bạn để ý dùm là cái tỷ lệ tử vong mà thấp được là nó do nhiều yếu tố chứ không phải là do BIP không. Ở đây thì chúng ta thấy là tỷ lệ tử vong của cái nhóm mà được bảo vệ đó thì nó chỉ có 38% thôi, còn tỷ lệ tử vong của nhóm mà thông khí cổ điển là tới 71%. Như vậy thì cái khuyến cáo của người ta cho mình ở cái lúc mà đặt BIP á, là làm sao cái BIP mình phải cao hơn điểm uống dưới. Các bạn biết là trên đường cong BV đó, đường cong BV đây, thì cái điểm uống ngoài cái điểm uống phía trên như chúng ta đã phân tích ở giai đoạn đầu, chúng ta có điểm uống phía dưới, tức là ở phía dưới cái điểm uống này thì phổi của nó sẽ bị xẹp, nó đa số là bị xẹp, nó không mở được, cho nên là nó sẽ gây cái tổn thương gọi là atelectoma. Thành thử ra các bạn phải đưa cái BIP làm sao nó cao hơn cái điểm uống dưới này, có nghĩa là bằng cái điểm uống dưới cộng cho 2. Thí dụ như điểm uống dưới các bạn tìm ra được là 10 cm nước phải không ạ, thì các bạn cộng cho 2 tức là 12 cm nước, tức là các bạn phải đặt BIP là 12 trở lên thì nó tránh được cái nguy cơ là xẹp phổi ở cuối kỳ thở ra, nó giữ cho phổi mở và do đó thì nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Như vậy thì các bạn nhớ là BIP ít nhất là nó phải dưới, nó phải trên cái điểm uống dưới là 2 cm nước ha. Và chúng ta sẽ thông khí bệnh nhân trong một cái khung an toàn thì nó gọi là safe window ha. Safe window là phần màu xanh đây. Có bao nhiêu cách để tìm BIP tối ưu? Thật ra có quá nhiều cách đúng không ạ? Có rất nhiều cách. Thí dụ ở đây là một cái bài của ông Hess đăng 2014, thì có rất nhiều cách. Thí dụ như cách cài theo bảng nè, cái cách cài theo Beplato nè, cách cài theo oxygen hóa nè, cách cài theo combiang phổi, cách cài theo stress index, theo áp lực thực quản, hoặc đường cong BV, hoặc là theo hình ảnh, chẳng hạn như theo CT, theo EIT hoặc theo siêu âm, vân vân rất là nhiều. Mà các bạn biết rồi, cái gì mà có nhiều phương pháp thì điều đó có nghĩa là không có phương pháp nào mà là tin tưởng được tuyệt đối đúng không ạ? Tôi chỉ nói là không có phương pháp nào gọi là phương pháp gọi là tối ưu nhất, nhưng mà phương pháp gì mà mình có thể áp dụng được trên lâm sàng thì ngày hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn. Thì ở đây là cái phương pháp thứ nhất là phương pháp cài BIP theo bảng. Phương pháp cài BIP theo bảng thì các bạn lưu ý như thế này. Cài BIP theo bảng là cái cách mà chúng ta đầu tiên á, thì chúng ta phải phân loại bệnh nhân trước. Tức là khi mà chúng ta bắt đầu cài BIP á, thì các bạn phải biết bệnh nhân mình ở trong cái nhóm là AADS nhẹ, thì chúng ta sẽ cài bảng phía trên. Và cái nhóm bệnh nhân là AADS trung bình và nặng, chúng ta sẽ cài cái bảng phía dưới nha. Đó là hai cái nhóm bệnh nhân ở cài hai cái bảng khác nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì bệnh nhân AS trung bình với nặng đó thì nó cái mức độ BIP nó phải cao hơn, tại vì cái tổn thương phổi rất là nhiều, cái dùng xẹp phổi rất là nhiều, do đó chúng ta phải dùng một cái áp lực BIP cũng tương đối cao thì mới có thể mở ra được. Thứ hai là các bạn sẽ có một cái mục tiêu oxygen hóa, tức là SpO2 nó nằm ở trong cái tầm là 88 đến 95, hoặc là nếu các bạn thử khí máu thì các bạn sẽ có PO2 từ 55 đến 80. Và khi các bạn cài đặt thì các bạn sẽ kéo theo cái bảng này. Nếu mà khi các bạn đến một mức nào đó mà nó chưa đạt được cái mục tiêu thì các bạn thêm một bước. Nếu mà các bạn đạt được mục tiêu các bạn giữ nguyên, còn nếu nó quá, tức là nó tốt hơn á, thì các bạn sẽ lùi một bước. Nói chung là vậy. Thì như vậy thì chúng ta lưu ý cái bảng này. Cái bảng này là trên lâm sàng, thực ra thì nếu mà các bạn có thể áp dụng được cho khoa mình á, thì nó sẽ có một cái ưu điểm là tất cả các bác sĩ trong khoa thì sẽ cài tương ứng với nhau, tương đương với nhau, tại vì chúng ta sử dụng có một bảng thôi. Thì để cho các bạn có thể cài được hiệu quả đó thì tôi thử một cái ví dụ. Thí dụ như các bạn đang có một bệnh nhân AS đang thở máy ha, thì các bạn thử kết quả khí máu như thế này nha. Tức là pH là 7,32, BCO2 là 47, BAO2 là 90 và HC3 trừ là 21. Với SpO2 các bạn đang cài là 60%. Vậy thì bạn cài đặt BIP là bao nhiêu theo cái bảng này? Thì các bạn tính ha, các bạn tính
ở đây các bạn sẽ lấy tỷ lệ P trên F, tức là PaO2 là 90 chia FeO2, cái này là 0.6, tức là các bạn lấy 90 chia 0.6 thì các bạn sẽ được tỷ lệ P trên F là 150. Đối với lại P trên F là 150 thì các bạn biết thì nó thuộc loại là ANS trung bình rồi. Trung bình tức là chúng ta sẽ xài cái bảng dưới, và chúng ta quay lại, chúng ta xài cái bảng dưới. Giả sử lúc đó bệnh nhân đang cài FeO2 là 100% nha, FeO2 là 100%, và cái bếp lúc đó mình đang cài là 12 cm nước đi, thí dụ vậy, thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ làm gì? Đương nhiên là các bạn sẽ đâu có tăng được FeO2 không ạ? Các bạn sẽ tăng dần bếp lên. Tôi lấy ví dụ như các bạn đang tăng dần bếp từ 12 lên 14 trong 5 phút, các bạn coi SpO2 nó đạt chưa? Nó vẫn chưa vào, rớt vào trị số SpO2 là từ 88-95 thì các bạn tiếp tục tăng bếp lên từ 14 lên 16 chẳng hạn vậy. Thí dụ vậy, thì giả sử các bạn tăng dần dần theo cái bước đó, cứ mỗi bước là 2 cm nước và kéo dài trong vòng khoảng từ 5 đến 10 phút đến cái chỗ mà bếp là 18 cm nước, thì SpO2 nó lọt vô ở trị số giữa 88-95. Thí dụ lúc đó là SpO2 đang là 92%, thì lúc đó các bạn sẽ giữ nguyên, đúng không ạ? Các bạn sẽ giữ nguyên. Như vậy thì ở ngay cái trị số là 18, PIP là 18 này, thì SpO2 là 100% nha. Thì các bạn thấy là SpO2 nó lọt vô là 92%, và các bạn giữ cái đó. Sau một thời gian giữ cái đó, nếu mà SpO2 bệnh nhân tiếp tục tốt lên, cao hơn 95%, thì các bạn sẽ làm gì ạ? Dĩ nhiên lúc này là các bạn sẽ giảm dần cái SpO2 xuống, các bạn giữ PIP như cũ, bạn dần giảm dần SpO2 xuống cho đến khi nào SpO2 nằm ở khoảng 50%, tức là 0.5, và bếp bằng 18, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ cứ theo cái mục tiêu này, các bạn tăng lên giảm xuống theo như vậy. Thì cái đây là cái cách mà chúng ta gọi là cách xài theo cái bảng gọi là bảng bếp SpO2. Và có phải nói là gì, tức là khi mà chúng ta sử dụng cái bảng này cho bệnh nhân đó, thì đa số bệnh nhân sẽ có đáp ứng với lại cái dùng bảng. Tuy nhiên vẫn có những cái bệnh nhân mà không phải là đáp ứng tốt đâu, bệnh nhân đáp ứng nó không tốt, chúng ta xoay trở hoài nó cũng không ra được cái chỉ số nào gọi là tốt nhất. Thì hoặc là chỉ số tốt về phía oxy hóa máu thì nó lại đi kèm với lại một cái xấu về huyết động học, chẳng hạn lúc chỉ số tốt nhất về oxy hóa máu thì lúc đó lại kèm theo là bệnh nhân nó bị tụ huyết áp chẳng hạn vậy, thì lúc đó các bạn sẽ làm gì? Lúc đó các bạn sẽ cài đặt theo cái nó gọi là cá nhân hóa. Cá nhân hóa là sao? Cá nhân hóa là lúc này là cái chung của mọi người đó, nó giống mọi người thì nó không có thể áp dụng được, mà chúng ta phải cài đúng cái bệnh nhân đó. Tại sao lại có cá nhân hóa như thế này? Các bạn lưu ý là thực sự ra thì một cái bếp tối ưu thì nó cũng chỉ xài được cho đúng cái giai đoạn đó thôi. Tôi lấy ví dụ như một bệnh nhân cái mức độ nặng AS như thế đó, ở thời điểm đó bệnh nhân có bếp tối ưu bệnh nhân là 15 cm nước, vậy thì 6 tiếng đồng hồ sau, 12 tiếng đồng hồ sau, nếu mà diễn tiến lâm sàng bệnh nhân nó càng ngày càng xấu đi, cái con gian phổi bệnh nhân nó càng ngày càng tăng lên, càng giảm rất là thấp, vậy thì chúng ta cài bếp như 15 là có thể nó không phù hợp, chúng ta phải cao hơn. Trường hợp thứ hai là nếu mà bệnh nhân cải thiện lâm sàng rất là tốt, cái tổn thương phổi bệnh nhân giảm đi hẳn mà chúng ta cài bếp bằng 15 như cái lúc ban đầu thì có khả năng nó gây ra overtension, nó cũng không tốt về mặt huyết động. Do đó có phải nói là các bạn có thể phải là gọi là cá nhân hóa, tức là các bạn phải tìm ra được cái bếp làm sao cho phù hợp cho mỗi bệnh nhân riêng biệt. Để tìm cái bếp phù hợp cho mỗi bệnh nhân riêng biệt đó, thì chúng ta có hai phương pháp, gọi là phương pháp tăng dần và phương pháp giảm dần. Thì phương pháp giảm dần là phương pháp mà chúng ta thực hiện sau khi mở phổi, cho nên tôi sẽ không nói ở ngay thời điểm này, mà chủ yếu là tôi sẽ nói cái phương pháp gọi là tăng dần thôi. Chúng ta sẽ tăng dần cái trị số PIP lên, và chúng ta sẽ đánh giá VT, đánh giá P plato, đánh giá cái công gian phổi, đánh giá SpO2, và chúng ta sẽ chọn lựa cái trị số PIP nào mà chúng ta thấy là tốt nhất. Tốt nhất ở cái công gian phổi, tốt nhất ở cái trị số SpO2 nha. Tại sao lại như vậy? Thì từ năm 1975 á, thì cái ông Sutter này ông đã đưa ra một cái nghiên cứu cũng rất là hay.
Đây là một cái nhóm gồm có 15 bệnh nhân siêu hấp mà đang thở máy. Thì ổng cài đặt tiếp nhiều giá trị từ 0 cho tới 15, mỗi bậc là 3 cm nước, ổng tăng dần dần lên. Thì ổng thấy sẽ có một cái chỉ số gọi là PEEP tối ưu ở cái mức nào đó. Mà ở mức đó đó thì cái cung cấp oxy cho bệnh nhân sẽ tốt nhất, tức là DO2 sẽ tốt nhất, phản chết tức là VD trên VT sẽ thấp nhất và cái công gian phổi sẽ tốt nhất. Thì đó là cái chỉ số nó gọi là PEEP tối ưu. Như vậy thì cái ở chỉ số PEEP tối ưu này các bạn thấy là cái công gian phổi bệnh nhân sẽ tốt nhất và nó cũng cung cấp được oxy máu bệnh nhân tốt nhất luôn. Cho nên là thông thường á, trên lâm sàng đó, để mà dễ dàng thì các bạn cũng nên sử dụng cái đo cái công gian phổi. Thì đây là cái một cái hướng dẫn của Hescamarek trong cái cuốn Essential of Mechanical Ventilation năm 2014. Thì ông này hướng dẫn mình dùng cái phương pháp tăng dần PEEP và mình sẽ đo dựa trên cái công gian phổi mà tốt nhất. Vậy thì cái đầu tiên của ổng là gì? Tức là ổng sẽ bắt đầu bằng một cái thai đo volume là 6 lít mặt ký. Ổng sẽ tăng dần cái chỉ số PEEP mỗi 2 đến 3 cm nước và trong khoảng thời gian là mỗi từ 3 đến 5 phút mỗi bước ha. Trong thời gian đó thì ổng đo PEEP plateau, ổng đo công gian phổi, ổng đo SpO2, ổng đo huyết áp vân. Thì cái mức mà gọi là PEEP mà tốt nhất á thì sẽ ở cái mức gọi là công gian phổi tốt nhất và PEEP plateau lúc đó là nó phải đạt được cái tiêu chuẩn là dưới hoặc bằng 30 cm nước. Các bạn để ý á, là khi chúng ta thực hiện cái thủ thuật này thì chúng ta có hai cái công gian phổi lần. Một cái mà chúng ta thường gọi là cái C-start, tức là static compliant, tức là công gian tĩnh, và một cái nó gọi là C-din, tức là dynamic compliant, thì công gian động nha. Thì cái công thức tính cái công gian tĩnh nó có khác cái công gian động. Công gian tĩnh á, các bạn để ý là giả sử đây là cái đường biểu đồ dạng sóng của áp lực ở trong cái mode thở volume control. Thì nếu các bạn cho bệnh nhân thở máy đó thì các bạn sẽ cài đặt PEEP và các bạn sẽ thấy áp lực đỉnh là PEEP nha. Nếu các bạn làm thêm cái thủ thuật gọi là inspiratory horn á thì các bạn sẽ được một cái chỉ số nó gọi là PEEP plateau, tức là các bạn ấn cái nút inspiratory horn thì nó kéo dài thời gian hít vào, nó ngưng ở khoảng đó và các bạn sẽ đo được một cái chỉ số gọi là PEEP plateau. Còn nếu các bạn ấn cái nút expiratory horn, tức là bạn ngưng ở cuối kỳ thở ra, thì nó sẽ đo được một cái chỉ số khác nó gọi là auto PEEP. Thì cái công gian tĩnh sẽ bằng cái VT mà chúng ta đang cài đặt chia cho hiệu số giữa PEEP plateau và total PEEP, tức là cái PEEP mà tổng chúng ta đo được. Như vậy thì để làm được cái này thì chúng ta phải làm một cái hai cái thủ thuật. Thủ thuật thứ nhất là ngưng ở thì hít vào, và thủ thuật thứ hai là ngưng ở thì thở ra, và đo cũng tương đối là phải nói là rất là khó khăn để tìm ra được cái công gian tĩnh này. Ở trên lâm sàng á, thực ra thì các bạn không cần phải làm đo công gian tĩnh. Khi nào các bạn làm nghiên cứu khoa học, các bạn làm luận văn tốt nghiệp thì các bạn lúc đó các bạn mới cần đo cái công gian tĩnh. Còn bình thường các bạn chỉ cần đo công gian động là đủ ha. Cái công gian động thì nó có hơi thay đổi một chút là nó lấy cái VT chia cho PPIC trừ cho PEEP cài đặt, tức là lấy từ đây đến đây luôn ha. Như vậy thì PPIC chúng ta luôn luôn có, PEEP luôn có, VT luôn luôn có, và cái CDIN này các bạn để ý là nó nằm ở ngay trên các thông số theo dõi của máy thở và các bạn không cần phải đo đạc gì cả. Có điều là khi các bạn tiến hành những cái kỹ thuật như là quy động phế nang, như tìm PEEP tối ưu đó, thì cái C động và C tĩnh này nó sẽ, cái xu hướng sẽ đi như nhau. Tức là khi nào C động lên thì C tĩnh lên, khi nào C động xuống thì C tĩnh xuống, nó cũng như nhau thôi. Do đó đứng về phía lâm sàng thì chúng ta sẽ đo C động mà thôi trong những cái thủ thuật trên lâm sàng. Ví dụ như chúng ta tìm PEEP tối ưu hoặc chúng ta quy động phế nang. Thì bây giờ tôi sẽ làm một cái thử nghiệm về quy động phế nang ha, để cho các bạn biết về quy động phế nang. Ở đây tôi sẽ quay lại cái này một chút xíu. Hiện tại giờ đây chúng ta sẽ cài đặt cái thể tích khí giao thông là 6 lít mặt ký ha. Rồi chúng ta cho cái màn hình biểu đồ sóng nó lớn lên một chút và màn hình cái
số, hiển thị số nó nhỏ lại một chút. Các bạn thấy đây là biểu đồ dạng sống của một bệnh nhân mà chúng ta đang chuẩn bị dùng cái gọi là thực nghiệm bíp tối ưu nha, thực nghiệm bíp tối ưu. Ở đây trước khi chúng ta đo đạc nha, thì chúng ta sẽ xem các thông số bệnh nhân hiện tại đang như thế nào nha. Với thể tích kiêu thông chúng ta đang cài là 6 lít bạc ký, thì giờ áp lực đỉnh chúng ta đang là 34 nha, áp lực đỉnh đang là 34. Nếu mà chúng ta nhìn vô đây thì chúng ta có thể chưa có thấy được cái pepato, và chúng ta phải làm một cái thủ thuật nó gọi là inspiration hole thì chúng ta mới thấy được cái pepato. Còn bây giờ nếu mà chúng ta không muốn, chúng ta muốn là pepato nó luôn luôn nó hiện ra để chúng ta có thể cài đặt, thì chúng ta sẽ xài một cái chức năng nó gọi là inspiration ha. Chúng ta vô đây chúng ta sẽ cài inspiration pulse, chúng ta cài đây. Và chúng ta sẽ cài lên làm sao cho thời gian pulse đó nó sẽ là 0.4 giây, tức là 10% của chu kỳ thở. Nhấn vô đây. Rồi chúng ta quay lại màn hình. Thì khi chúng ta quay lại màn hình, các bạn thấy chúng ta đang cho bệnh nhân này thở máy với một cái Pepic là 36, Pepato là 31, tức là khá là cao ha. Hiện tại giờ chúng ta đang cài đặt cái Pip là 8 nha. Đó. Như vậy thì bệnh nhân này, đây là một bệnh nhân mà nó đang bị rắc rối ở chỗ là Pepato đang cao. Giờ các bạn sẽ phải tìm một cái Pip mà làm sao cho nó tối ưu, và để làm sao cho vừa quy động được phế nang, đúng không ạ? Vừa cải thiện được oxy hóa máu, phải không ạ? Và nó mục tiêu nó cũng là mục đích là để tăng cái thể tích phế nang, mà gọi là chức năng, để nó giảm bớt cái pepato xuống. Thì để mà có cái com đi ăn đó thì các bạn sẽ vô cái bảng thông số. Đây, cái bảng thông số đây. Đây là một cái bảng thông số mà chúng ta thấy rất là nhiều số nha. Thì cái trị số ở trên cùng, trị số ở chỗ pulmonary, cái com đi ăn phổi đang là 16, đúng không ạ? Đang là 16. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn chú ý giùm tôi các thông số sau đây. Thứ nhất, các bạn thấy áp lực đỉnh đây là 36 nè. Nè. Thứ hai là áp lực bình nguyên đang là 31, đúng không ạ? Thứ ba là các bạn thấy cái com đi ăn của bệnh nhân đang là 16. Đúng không ạ? Đang là 16 cm nước. Rồi. Bây giờ với cái bíp này các bạn đang là 8, đúng không ạ? Rồi. Đây là chỉ số nền. Bây giờ các bạn sẽ tăng bíp lên 10 cm nước. 9 10 đây. Các bạn tăng bíp lên 10 cm nước, các bạn ấn vào đây. Giờ các bạn sẽ chờ trong thời gian khoảng chừng 3 đến 5 phút, đúng không ạ? Chúng ta coi cái chỉ số cái con nhân nó thay đổi như thế nào. Rồi. Các bạn thấy ha, hồi nãy Pepato là 34 phải không ạ? Đúng không ạ? Xin lỗi, Pepic là 34, Pepato là 31 và cái com đi ăn là 17 cm nước. Hôm qua đây em lo giùm anh cái slide. Bây giờ sau khi chúng ta tăng bíp lên 10, tôi xin đọc lại một chút xíu là trước khi làm thủ thuật quy động phế nang là bíp bằng 8 đó, thì Pepato là 31 và com đi ăn phổi là 17. Rồi bây giờ sau khi chúng ta tăng bíp lên 10 cm nước thì chúng ta có Pepato là 29 và com đi ăn động là 21. Rồi bây giờ chúng ta thấy là, thật ra thì chúng ta thấy là khi mà tăng bíp từ 8 lên 10 thì nó đã có một cải thiện một phần đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ tăng lên 12 cm nước ha. Tăng lên 12. Rồi chúng ta nhấn vào đây. Khi chúng ta tăng bíp lên 12 cm nước, rồi chúng ta sẽ cũng phải chờ trung bình từ 3 đến 5 phút nha. Từ 3 đến 5 phút để các chị coi cái này nó thay đổi như thế nào.
Rồi sau khi chờ khoảng từ 3-5 phút chúng ta đọc lại chỉ số. Như vậy thì đối với bếp bằng 12cm nước thì hiện tại giờ bề plato là 28 và cơm dăn đang là 24cm nước nha. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là nó cũng có tiến bộ hơn. Bây giờ chúng ta tăng bếp lên 14, tăng bếp lên 14cm nước nha, tăng bếp lên 14 thế còn nó huy động được cái gì. Rồi các bạn cũng phải chờ từ 3-5 phút nha. Vậy trên lâm sàng các bạn phải chờ từ 3-5 phút. Rồi các bạn thấy ha, từ 3-5 phút. À, trong thời gian mà mình chờ cái nhu mô phổi nó được huy động ra đó thì các bạn sẽ phải chờ một chút để cho cái áp lực nó làm cho bếp, nó làm cho những cái vùng phổi nó được huy động thêm. Bây giờ chúng ta thấy là với cái chỉ số bếp là 14cm nước thì plato đang là 26cm nước và cơm gian phổi là 32 nha, 32. Rồi. Tới cái 14 rồi, bây giờ chúng ta sẽ tăng lên 16, tăng lên 16cm nước, tăng lên 16cm nước ha. Rồi sau khi chúng ta tăng lên 16 thì chúng ta cũng sẽ phải chờ một chút để coi cái nó biến đổi thế nào. Tôi cũng nhắc lại các bạn là các bạn nên mỗi bước các bạn thay đổi đó, các bạn nên chờ khoảng chừng 3-5 phút ha. Các bạn chờ khoảng chừng 3-5 phút. Rồi bây giờ ở cái tiếp là 16cm nước thì các bạn sẽ thấy P plato là 29 và cơm nhăn động là 30. Cơm nhăn động là 30. Rồi. Bây giờ mình thấy là cơm nhăn động nó hơi xuống chút rồi đó. Nãy nó 32 giờ 30, bây giờ mình tiếp tục tăng bếp lên 18 thử coi sao. Nha. Rồi. Rồi chúng ta xác nhận. Khi mà chúng ta tăng bếp lên 18cm nước. Rồi các bạn nhìn vô đây, các bạn cũng phải chờ từ 3-5 phút ha. Rồi bây giờ chúng ta ghi nhận lại chỉ số mà sau khi chúng ta chờ từ 3-5 phút đó là B plato với bếp bằng 18 thì B plato đang là 31 và cơm gian phổi đang là 29. Và cái bước cuối cùng chắc là lên bước cuối cùng là bếp bằng 20. Chúng thấy bếp 20 cũng cao rồi đó nha. Chúng ta xác nhận bếp bằng 20. Rồi. Chúng ta thấy là áp lực đỉnh lên rất là cao ha. Chúng ta phải điều chỉnh cái này lên một chút. Rồi bây giờ chúng ta thấy là B plato lên tới 40. Lúc đó cái cơm đi gian phổi đang là 18. Rồi rồi bây giờ nói chung là chúng ta đã qua cái thủ thuật huy động phế nang bằng cái cách tăng bếp như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ các bạn sẽ đưa cái bảng chỉ số này lên. Chúng ta quay lại để chúng ta nhìn qua một lượt cái bảng chỉ số của chúng ta. Ở đây các bạn lưu ý dùm ha. Ở đây là cái chỉ số mà ban đầu á, khi trước khi chúng ta hoạt động đó là lúc đó là CEDIN là 17 nha. Rất là thấp.
Và khi chúng ta tăng bip dần lên từ 8 lên 10, 10 lên 12, 12 lên 14 đó, thì chúng ta thấy cái CDIN nó tăng dần dần từ 17 lên 21, lên 24, lên 32. 32 là trị số tốt nhất nha. À, cùng với lúc đó đó thì các bạn sẽ thấy là B plateau nó giảm bớt từ từ, từ 31 xuống 29, 28, 26. Các bạn thấy ha. Và các bạn cũng thấy luôn SPO2 bệnh nhân á, là nó cải thiện từ từ, từ 36 lên, xin lỗi, 86 lên 90, 92, 95% nha. Rồi nhưng mà các bạn để ý là ở đằng phía sau cái chỉ số là BIP bằng 14 này ha, CDIN nó là 32 nè nha. Thì sau cái chỉ số đó thì các bạn thấy là càng tăng BIP lên bao nhiêu, tức là từ 16, 18, 20 đó, thì cái CDIN nó lại giảm xuống. Cái chỗ từ 17 mà lên 32 là chỗ mà phế nang được huy động nha các bạn. Còn từ 32 mà giảm xuống 18 trở lại, đây là cái chỗ mà chúng ta gọi là quá căng, hay là over detention, nó căng quá mức rồi. Và mặc dù á SPO2 vẫn có thể là lên được một chút nha, nhưng mà chúng ta thấy là Belato nó đã tầm ở mức là cao hơn là 30 rồi. Và như vậy thì ở lúc, ở thời điểm mà biết bằng 20 nó lại lên tới 40, tức là nó căng quá mức à nha. Và đây là những chỉ số xấu. Thành thử ra trên cái con đường này, rất là hay, các bạn thấy rất là hay ha. Thì CDIN càng lúc càng cải thiện cho đến lúc tối đa là 32. Và sau cái chỉ số BIP bằng 14 đây, CDIN nó tốt nhất đây, thì nó càng giảm xuống là do nó căng quá mức. Như vậy thì sau khi chúng ta làm một cái kỹ thuật gọi là tăng BIP từ 8 tới 20, chúng ta làm các bước như thế này, thì chúng ta thấy cái bước mà tốt nhất là lúc BIP là 14 cm nước. Và sau khi làm kỹ thuật này thì chúng ta sẽ cài đặt BIP bằng 14. Cài đặt BIP bằng 14 thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được thứ nhất là SPO2 nó tốt, đúng không ạ? Nó nằm trong chỉ số mong muốn của chúng ta. Thứ hai, cái cơm đi ăn phổi đang ở cái chỉ số tốt nhất. Và cái thứ ba là B plateau nó phải dưới 30 cm nước. Đây là cái chỉ số mà rất là nhiều người mong ước là đạt được cái chỉ số này ha. Và sau khi có cái chỉ số là BIP 14 này, chúng ta sẽ cài cái BIP 14. Thì đó là cái kỹ thuật nó gọi là thử nghiệm tăng BIP để mà tìm cái BIP tối ưu theo như hướng dẫn của Kamarek trong cái cuốn Essential of Mechanical Ventilation ha. Chúng ta qua cái yếu tố thứ ba của thông khí bảo vệ phổi là giảm thiểu nguồn độc oxy. Tức là chúng ta làm sao mà tránh được tiếp xúc với nồng độ oxy trên 60% mà kéo dài nha. Thì thực sự ra đây là một cái điều cũng còn rất là nhiều tranh cãi. Bởi vì trên lâm sàng có những bác sĩ mà người ta không dám sử dụng BIP cao, nhưng mà người ta rất là thoải mái khi sử dụng FiO2 cao, đúng không ạ? Thì khi mà chúng tôi nói điều này đó, thì chúng tôi phải lưu ý cho các bạn là khi mà các bạn sử dụng FiO2 mà trên 60% rồi đó, thì bằng mọi giá, bằng tất cả những kỹ thuật gì mà mình có được trên cái điều chỉnh máy thở, chúng ta cố gắng làm sao thay thế một cái thông số khác để làm sao cho FiO2 chúng ta phải nằm ở mức 60% trở xuống nha. Thì cái chuyện thứ nhất là các bạn chỉ đặt cái mục tiêu oxy hóa máu nằm ở tầm từ 88 đến 95 thôi, tức là SPO2 đó từ 88 đến 95, tức là BO2 từ 55 đến 80. Và các bạn để ý là khi SPO2 60% đã lên thì các bạn phải tìm cách gì đó để hạ nó xuống, chứ không thôi để lâu dài thì nó sẽ bị ngộ độc nha. Thật sự ra thì cực chẳng đã chúng ta mới đặt cái chỉ tiêu nó thấp như thế này. Nếu mà SPO2 chúng ta không cần đến 60 mà SPO2 mình thì cao được 95 thì quá tốt rồi. Nhưng mà khi mà SPO2 chúng ta trên 60, chúng ta phải hạ cái mục tiêu chúng ta xuống để làm sao cho nó đừng cho SPO2 cao hơn 60%. Nếu mà sau cái bài này mà tôi đi các khoa lâm sàng mà thấy các bạn trẻ mà sử dụng cái SPO2 mà trên 60% á, mà các bạn vẫn vui vẻ, vẫn happy với lại FiO2 đó, thì đúng là cái bài này nó không có đạt được cái mục tiêu ha. Các bạn nhớ giùm tôi, chỉ số 60 là một cái ngưỡng nha. Và cái cuối cùng là các bạn có nên sử dụng một cái nó gọi là ứ CO2 mà gọi là cho phép hay không.
Các bạn nhớ là khi mà chúng ta thở máy cho bệnh nhân AIDS á, thì các bạn nhớ cái điều là chúng ta thì cũng cố gắng sử dụng một cái VT thấp để làm sao cho bệnh nhân đừng bị tổn thương phổi. Nhưng mà đi kèm theo sử dụng cái VT thấp đó đó, thì một cái hậu quả thì chắc chắn các bạn bao giờ cũng có thể thấy được, đó là bệnh nhân sẽ bị ứ CO2 và cái bệnh nhân sẽ bị toan hô hấp. Thì dù sao đi nữa thì cái mục tiêu mà chúng ta thở máy thì pH cũng vẫn nằm ở cái tầm khoảng từ 7.3 đến 7.45 ha. Và nếu mà bệnh nhân rớt cái pH vào khoảng từ 7.15 đến 7.30 nha, thì chúng ta phải tăng tần số thở cho đến lúc nào mà bệnh nhân đạt được cái pH là 7.30 hoặc là BCO2 nó dưới 25. Và các bạn nhớ là theo cái hướng dẫn của AS Network đó thì cái tần số thở tối đa là 35. Tần số thở tối đa là 35 ha. Nếu mà pH vẫn còn nhỏ hơn 7.15 mà tần số thở mình đã tăng đến 35 thì mình làm gì? Mình giảm bớt VT. Thì đương nhiên là giảm bớt VT cũng xin lỗi là mình sẽ tăng VT lên. Dĩ nhiên là tăng VT lên thì đôi khi nó lại vi phạm ở một cái chuyện khác là VT cao hơn thì sẽ đưa B plateau cao hơn, nhưng mà lúc đó mình rất là khó để mình sử dụng ha. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một chút xíu về cái chuyện tăng tần số thở trên bệnh nhân AIDS như thế nào. Ở đây chúng ta đang có một cái tình huống một bệnh nhân đang thở máy với lại cái AIDS mà chúng ta sẽ cài đặt một cái VT. Ví dụ như là chúng ta sẽ cài đặt VT là 16 đúng không ạ? 14 cm nước, và cái VT chúng ta đang đặt là 6 linh bạc ký, tức là 375 ml. Rồi các bạn nhìn vô các thông số thở máy của bệnh nhân. Bây giờ hiện tại giờ bệnh nhân này đang thở máy với một cái VT là đạt được chuẩn là 6 linh bạc ký ha nha. B plateau cũng đạt được cái chuẩn là hiện tại nó là 29 cm nước, vì nó cũng không có quá cao, không có cao hơn 30 là đạt chuẩn rồi. Tần số thở mình đang cài đặt là 15 lần phút. Nhưng mà mình lại được một cái khí trong máu là bệnh nhân bị ứ CO2 và pH bệnh nhân là dưới 7.30. Vậy thì các bạn sẽ làm gì? Là các bạn sẽ tăng tần số thở lên, đúng không ạ? Vậy thì khi tăng tần số thở lên, tức là bây giờ hiện tại tần số thở đang là 15, thì các bạn tăng lên tới bao nhiêu? Dĩ nhiên là khi các bạn tăng lên thì các bạn sẽ phải thử khí trong máu để các bạn xác nhận coi là cái BaCO2 hay là cái pH nó đã cải thiện chưa. Tuy nhiên khi mà tăng lên thì các bạn để ý giùm tôi một cái chuyện là các bạn khi bạn tăng tần số, các bạn có làm bệnh nhân bị bể khí hay không. Cái đó là cái kỹ năng mà các bạn cần phải biết. Khi các bạn muốn biết bệnh nhân có bị bể khí hay không thì các bạn nhìn vô biểu đồ giãn sóng ở chỗ nào để các bạn biết bệnh nhân bị bể khí. Đó là các bạn nhìn vô cái biểu đồ thở ra, lưu lượng thở ra. Đây. Ở đây các khi các bạn đang cài tần số là 15 thì các bạn thấy lưu lượng thở ra nó về zero được bình thường, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ tăng tần số lên. Thí dụ giả sử hiện tại giờ tôi sẽ tăng tần số lên 20. Ở đây tôi tăng tần số lên 20 thì các bạn để ý là khi tôi tăng tần số lên 20 đó nha, thì lúc này thời gian một chu kỳ thở sẽ là 60 chia 20, tức là 1 giây thôi. Đúng không ạ? 1 giây. Thì cái thời gian pause nè thì chúng ta phải điều chỉnh là một chút, là chỉ còn là 0.3, tức là thời gian một chu kỳ thở là 3 giây thì thời gian pause sẽ là 0.3 giây, có tỷ lệ n vẫn là 1/2. Rồi ta xác nhận. Bây giờ chúng ta nhìn lại biểu đồ giãn sóng, có hai điều mà các bạn cần phải nhìn. Điều thứ nhất là các bạn nhìn xem coi cái biểu đồ sóng của mình á, lưu lượng thở ra này nè, nó có về zero hay không, đúng không ạ? Từ 15 lên 20 có về zero không? Thì hiện tại giờ cũng phải nói là mừng quá ha, nó còn về zero được, đúng không ạ? Điều này có nghĩa là nếu bạn tăng tần số từ 20 lên, từ 15 lên 20 thì chưa gây ra bị bẫy khí. Thứ hai là các bạn xem coi khi các bạn làm rút ngắn cái thời gian TI, rút ngắn thời gian hít vào đó, thì nó có gây tăng cái B plateau lên hay không. Thì bạn thấy là B plateau vẫn còn tầm ở khoảng 29, tức là cũng còn chấp nhận được ha. Bây giờ mình tăng thử lên 25 coi sao.
À, các bạn hiểu ý tôi ha. Giờ mình tăng lên 25. Khi mình tăng lên 25, tần số thở tăng 25, lúc này á, các bạn để ý, khi mình tăng lên 25 thì lúc này thời gian TI chỉ còn có 0.8 thôi, đúng không ạ? À, TI chỉ còn 0.8 thôi, lúc đó cái B plateau này thì lúc này nè, nó chỉ còn có 2.4, tức là 0.24 giây ha. Đây chúng ta thấy nó là 0.24 ha. Rồi, rồi bây giờ chúng ta nhìn lại biểu đồ sóng coi nó có bị bẫy khí gì chưa. May quá ha, nó không bị bẫy khí, đúng không ạ? Nó còn cũng còn về được zero. À, giờ B plateau vẫn là 29. Tuy nhiên lúc này các bạn thấy rõ ràng là cái thời gian bị ảnh hưởng thời gian TI đó thì B peak càng ngày nó càng lên cao rồi, đúng không ạ? Nhưng mà B plateau vẫn là 29, thấy cũng mừng rồi. À, đó là cái cách mà tôi giới thiệu các bạn là khi mình cài đặt cho bệnh nhân AIS với một cái VT thấp và nó bệnh nhân bị ứ CO2 thì các bạn sẽ điều chỉnh tần số. Và khi các bạn điều chỉnh tần số này thì mỗi cái bước như vậy đó thì các bạn sẽ phải xác định lại cái khí trong máu để xem coi cái khí trong máu mình đã có cải thiện chưa nha. Và nếu khí trong máu mà cải thiện đó thì mình ok rồi, tức là nó lọt vô 7.30 trở lên là ok rồi nha. À, bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái chuyện nếu mà chúng ta điều chỉnh cái tần số nó lên đến một trong hai giới hạn. Giới hạn thứ nhất là thí dụ chúng ta chỉnh lên được tới 35 mà nó vẫn chưa bẫy khí, nhưng mà nó tới 35 rồi mà bệnh nhân vẫn còn ứ CO2, vẫn còn bị toan máu thì mình làm gì, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta tăng tần số thở chưa được 35 mà nó đã xảy ra bẫy khí rồi thì chúng ta cũng không tăng lên được. Ví dụ giả sử chúng ta tăng lên tới tần số lên tới 30 thôi là nó đã xảy ra bẫy khí rồi, và lúc đó các bạn không thể nào tăng tần số lên được tại tăng lên nó sẽ bẫy khí, mà lúc đó bệnh nhân vẫn bị ứ CO2 thì bạn sẽ làm gì? Thì một trong những cách mà các bạn sẽ làm đó là các bạn xem coi các bạn có những cái khoảng chết cơ học gì đó mà các bạn gắn vào bệnh nhân hay không. Chẳng hạn như cái bài về cơ bản về máy thở, các bạn biết cái khoảng chết cơ học là cái VD nè, là cái đồ, cái gì mà bất cứ cái gì mà bạn nói vô đằng sau cái chữ Y, đằng trước cũng là khí quản bệnh nhân, thì những cái vật này đó thì gọi là khoảng chết cơ học. Những cái khoảng chết cơ học mà thông thường trên lâm sàng á, tức là các bạn sẽ dùng một cái filter hoặc các bạn dùng các HMO, đúng không ạ, để làm ấm ẩm, hoặc thậm chí các bạn dùng những cái đoạn nối, những ống nhúng đó, đoạn nối để các bạn tránh bị tuột nội khí quản đó, thì hoặc là những cái cuvette của cái các bạn đo capnography, hoặc là thậm chí là những cái ống hút gọi là hút đàm kính. Tất cả những cái đó mà các bạn gắn vô giữa ống nội khí quản và cái chỗ nó y thì nó gọi là khoảng chất cơ học. Vậy các bạn bỏ bớt cái gì được thì các bạn bỏ bớt giùm. Tôi lấy ví dụ nha, thí dụ như các bạn đang xài một cục HMO, cái thể tích cục HMO này là 50 ml, phải không ạ? Các bạn bỏ bớt đi cục HMO này thì các bạn đã góp phần làm giảm bớt BaCO2 xuống 10 mm thủy ngân, đúng không ạ? Thì thay vì các bạn dùng HMO, lúc đó các bạn sẽ sử dụng cái nồi làm ấm ẩm mà gọi là dùng nhiệt, đúng không ạ? Các bạn bỏ bớt đi cục HMO. À, các bạn bỏ bớt đi cái ống nối này 20 ml này, có thể các bạn giảm bớt được BaCO2 đó là 5 mm thủy ngân chẳng hạn, thí dụ vậy đó. Các bạn tìm cách ha. Và nếu mà có thì các bạn bỏ ra rồi ha. Ngoài ra thì các bạn có thể làm gì nữa? Các bạn phải quy động phế nang để các bạn tăng cái thể tích phổi thông khí. Như nãy các bạn thấy á, là khi chúng ta đưa bếp lên, tức là chúng ta đã quy động phế nang, tức là chúng ta tạo thêm được một mớ cái phế nang mà nó có thể hoạt động được ha. Thì nó góp phần cũng thanh thải bớt CO2. Ở đây là cái hình mà một cái phổi của một bệnh nhân bị AIDS thì chúng ta thấy có những cái vùng phổi nó bị xẹp ở đây. Thì khi chúng ta quy động phế nang, chúng ta tăng cái áp lực bếp lên thì có thể là nó sẽ làm nở phế nang nó lớn hơn, đúng không ạ? Là nó giúp cho cái phổi bệnh nhân nó có thể trao đổi khí tốt hơn. Lúc đó chúng ta có thể đạt được một VT tốt hơn. Chúng ta còn làm gì nữa? Chúng ta có thể dùng thuốc giãn cơ. Khi mà chúng ta dùng thuốc giãn cơ, tức là bệnh nhân nó không có co thắt những cái cơ hô hấp thì cái B plateau nó xuống, và lúc đó các bạn có thể sử dụng một cái VT cao hơn một chút xíu thì nó vẫn không có đạt được cái B plateau là 30 cm nước giống như chúng ta nói.
À, còn nếu mà bí quá đó thì chúng ta có thể làm một cái biện pháp nó gọi là lấy CO2 mà qua màng ngoài cơ thể ha, thì cái này thì đương nhiên rồi ha, cái này thì quá tốt rồi, nhưng mà nó sẽ tốn rất là nhiều tiền, nó tương đương với ECMO các anh chị. Rồi bây giờ thì nếu mà không còn gì làm gì được nữa hết á thì mình đành phải chịu trận bằng cách là nó gọi là ứ CO2 mà cho phép. Ứ CO2 cho phép nghĩa là sao? Tức là chúng ta chấp nhận một cái pH CO2 cao hơn mức bình thường, đúng không ạ? Cao hơn mức bình thường, nó cao hơn nhiêu thì không biết, nhưng mà miễn rằng làm sao pH đó, nó đừng có dưới 7,2 thôi. À, dưới 7,2 là hầu như là các sách vở ta chấp nhận, tức là cho phép mình ứ CO2 có thể là 50, có thể là 60, có thể là 70 mm thủy ngân, nhưng mà pH vẫn còn trên 7,2. À, thì các bạn để ý á, là cái này là gọi là mình phải trả giá với một cái pH CO2 cao để mình làm gì, để mình bớt được cái VT xuống, mình bớt được cái V plateau xuống, mình bớt được cái Raman pressure xuống để mình an toàn cho bệnh nhân hơn nha. Tuy nhiên các bạn cần phải chú ý thế này là khi các bạn gây mà ứ CO2 cho phép đó thì thường thường nó sẽ kèm theo giảm PaO, tức là giảm bớt cái oxy trong máu, cho nên là các bạn cần phải điều chỉnh FiO2 cho thích hợp. Thứ hai là thường thường cái PaCO2 mà nó cao, pH nó thấp á thì nó sẽ kích thích trung hô hấp, làm cho bệnh nhân nó tự thở rất là nhiều, do đó nó rất là dễ đưa đến mất đồng bộ, và lúc đó các bạn phải sử dụng thêm cái thuốc an thần giãn cơ làm sao cho thích hợp. Và cái điều cuối cùng nữa là cái ứ CO2 cho phép này nó sẽ không có áp dụng được trong những bệnh nhân mà rất là đặc biệt, chẳng hạn như cơ địa bệnh nhân bị cá phổi. Khi mà bệnh nhân bị cá phổi mà các bạn đưa cái PaCO2 nó cao lên á thì cái PaCO2 cao nó góp phần là gây co thắt mạch máu phổi và có thể gây gián tiếp tăng áp lực động mạch phổi. Thứ hai nữa là những bệnh nhân mà có bị tăng áp lực nội sọ, chẳng hạn như sau cái chấn thương sọ não, bệnh nhân tăng áp lực nội sọ, nếu mà các bạn để bị ứ CO2 đó thì nó sẽ làm giãn mạch não và sẽ làm tăng cái lưu lượng máu lên não, là gián tiếp gây góp phần gây tăng áp lực nội sọ cao hơn. Cho nên là đây là hai đối tượng mà các bạn không nên áp dụng nó gọi là ứ CO2 cho phép nha. Tóm lại là qua bốn cái phần mà tôi đã nói đó, thì thứ nhất các bạn phải làm sao bệnh nhân an toàn, đừng có bị barotrauma, đừng có bị volutrauma bằng cách các bạn cài đặt VT 60 lít bạc ký và V plateau không quá 30. Thứ hai là các bạn làm sao bệnh nhân đừng bị atherectrauma bằng cách là các bạn cài bếp tối ưu. Thứ ba là các bạn làm sao cho bệnh nhân đừng có bị ngộ độc oxy bằng cách các bạn cài đặt FiO2 là đừng có quá 60%. Và thứ tư, các bạn phải chấp nhận bệnh nhân bị ứ CO2 nếu mà tất cả những biện pháp trên mà nó làm cho bệnh nhân an toàn, nhưng mà PaCO2 nó hơi cao chút xíu thì cũng có thể chấp nhận được. Vì vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái gọi là cài đặt thang máy ban đầu, tóm tắt lại theo hướng dẫn của cái cuốn Essential of Mechanical Ventilation 2014, là thứ nhất là gặp bệnh nhân AADS thì các bạn có thể cài đặt cái mode thở ACVC trong giai đoạn đầu. Về mode thở gì, mode thở thể tích hay là áp lực, thì trong sách cũng có nói là tùy theo thói quen mình thôi, chứ không có cái mode nào mà nó hay hơn mode nào cả. Như vậy thì những bạn nào mà ở ICU người lớn thì bạn có thể cài cái mode thể tích quen rồi đó, thì bạn có thể cài VCV. Còn bệnh nhân nào mà các bạn nào mà ở bệnh nhân nhi, các bạn cài BCV quen thì các bạn cứ cài BCV. Ban đầu thì các bạn nên cài cái VT khoảng 6 lít mặt ký, nhưng mà có thể điều chỉnh từ 4 đến 8, với điều kiện là V plateau phải nằm ở cái mức là dưới hoặc bằng 30 cm nước. Cái bíp thì sao? Cái bíp thì các bạn lưu ý là cái bíp của bệnh nhân AS thì thường là cao. Thì đối với một cái người lớn mà bíp cài đặt ban đầu thì tầm phải ít nhất phải 10 cm nước trở lên nha. Thông thường cái chỉ số bíp mà chấp nhận được khoảng 15 nha. Và nếu bệnh nhân mà được cài một cái VT thấp thì các bạn có thể tăng tần số lên một chút để làm sao cho nó có thể thanh thải được CO2, đảm bảo được cái thông khí phúc của bệnh nhân. Thì các bạn có thể tăng tần số lên, nhưng mà các bạn để ý là đừng có để tránh cái tổ bíp. Và cái bảng thứ hai là các bạn những cái mục tiêu. Như vậy thì các bạn làm sao đạt được cái PaO2 nằm trong cái mục tiêu là từ 55 đến 80, hoặc là SpO2 từ 88 đến 95.
Thứ hai nữa là mục tiêu của khí trong máu đó là pH, thì các bạn giữ pH trên 7,2. BaCO2 thì càng gần số 40 càng tốt, nếu không gần được thì nó hơi ứ một chút xíu cũng có thể chấp nhận được. Còn những cái cài đặt như là pip thì các bạn phải duy trì phế năng mở làm sao cho pip ở tầm từ 10 đến 20 cm nước. Benlato thì không quá cao, để tránh barotrauma thì benlato là phải dưới hoặc bằng 30 cm nước. Và cuối cùng là để tránh volutrauma thì các bạn cài đặt VT thấp thôi, khoảng 6 lít bạc ký, cân nặng lý tưởng, tức là có thể dao động từ 4 đến 8 lít bạc ký. Sau một cái bài cũng khá là dài, đúng không ạ? Thì chúng tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Thì tất cả những thắc mắc của các bạn về cái cài đặt bệnh nhân AIDS thì xin các bạn sẽ viết vào cái phần comment để ban biên tập chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Kính chào các bạn.